Y đạo quan đồ, trương nhất châm. Trương 1616, huynh đệ 2. Ba huynh đệ đồng thời gật đầu. Viên hiếu công cười nói, lão ngũ nhỏ nhất, tôi 19 tuổi, lão tứ mới 9 tuổi, bốn huynh đệ chúng ta đối mặt với 15 cái người vạm vỡ, các cậu còn nhớ không, là ai lao lên trước đầu tiên. Mấy huynh đệ đều không nói gì, lại hướng ánh mắt về phía viên hiếu binh, viên hiếu công nói, lão tam mới 14 tuổi, tôi còn chưa quyết định động thủ thì hắn đã là người đầu tiên xông lên, tay cầm đá nện vào đầu Lưu Xuyên, nhưng đầu Lưu Xuyên ngay cả ra cũng không rách. Viên Hiếu Binh có chút ngại ngùng cười nói, em chỉ nhớ đại ca có dạy là bắt giặc trước tiên phải bắt vui, lúc lao ra thì rất máu, nhưng lúc thật sự ra tay thì đột nhiên trùn tay, nếu không thì lúc đó có thể đập ngã Lưu Xuyên rồi, những người khác khẳng định cũng sẽ sợ hãi. Viên Hiếu Công nói, đứa nhỏ 14 tuổi đã đủ độc rồi. Tôi bảo lão tử chạy đi cầu cứu, lão tứ quay người chạy ngay tôi cầm sẻng lao tới đập cho đầu lưu xuyên nở hoa viên hiếu công quay sang viên hiệu nông nói khi tôi lão lên lão tam so với tôi còn lên nhanh hơn lão nhị nhớ lúc đó cậu đang làm gì không viên hiệu nông vẻ mặt xấu hổ gãi gãi đầu viên hiếu công cười nói cậu cầm giỏ cua mà chúng ta bắt được bỏ chạy chạy chưa được mấy bước thì bị người ta đuổi kịp bọn chúng muốn cướp cua trong tay cậu cậu lập tức phát điên cắn vào tai chu xuân sinh Viên Hiếu Bình cười ha ha nói, nhị ca của em chịu đòn thì được nhưng không thể chịu người khác giật đồ. Viên Hiếu Công nói, nhưng ba huynh đệ chúng ta sao có thể đánh thắng được 15 cái người bọn họ. Mấy huynh đệ nhìn bãi biển quen thuộc này, đôi mắt bỗng nhiên đều có chút đỏ lên. Viên Hiếu Công quay sang Viên Hiếu Thương, nói cua của chúng ta bị cướp rồi, bọn họ vây quanh đánh chúng ta, vào lúc này, lão tứ tới, hắn không gọi được cứu binh, chỉ gọi tới lão ngũ, Hai huynh đệ mỗi người trong tay cầm một con dao, một đứa 10 tuổi một đứa 9 tuổi, hai đứa vừa khóc vừa cầu dao lao tới, lão ngũ bị người ta một cước đá văng, lão tứ nổi điên cầm dao chém lung tung, nhưng một đứa nhỏ như nó không thể thay đổi được chiến cuộc, các cậu còn nhớ lúc đó nó làm gì không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Viên Hiếu công vuốt vai Viên Hiếu Thương, nó dùng dao kề lên cổ mình, nó nói với đám người đó, nếu ai còn dám đánh huynh đệ nó nó sẽ một đau cắt đứt cổ mình. Bốn anh em lúc này đã lệ nóng doanh chồng. Viên Hiếu thương rơi lệ nói, đại ca, anh đừng nói nữa. Viên Hiếu công lắc đầu nói, phải nói. Tôi cần phải nói, tôi nói với các cậu những điều này, không phải là muốn các cậu nhớ lại những ngày tháng khổ sở, mà là muốn các cậu nhớ rằng, chúng ta mãi mãi là huynh đệ, chỉ cần huynh đệ chúng ta đồng lòng, không có cửa ải nào là chúng ta không qua được. Viên Hiếu thương nắm chặt tay đại ca, rất nhanh viên hiếu binh và viên hiệu nông cũng gia nhập, bốn anh em nắm chặt tay nhau, viên hiếu công nói, cho tới bây giờ, đám người đó lưu xuyên nhắc tới lão tứ đều giơ ngón tay cái lên, của bọn họ cũng không lấy một con nào, bởi vì họ không dám đụng tới đồ của chúng ta, bởi vì bọn họ biết, nếu như chỉ cướp một món đồ của chúng ta, cái đợi bọn họ là một ác mộng đáng sợ. Viên hiếu công nói, chỉ trước mắt đã 30 năm qua rồi, các cậu đều lớn rồi, nhưng trong mắt tôi, các cậu vẫn chỉ là trẻ con, lão nhị, cậu vẫn thích chiếm những cái tiện nghi nhỏ, có biết sau lưng chúng ta họ nói gì cậu không? Nói là ý thức nông dân cá thể. Viên hiếu nông mở to hai mắt nhìn, tuy rằng trong mắt vẫn còn ánh lệ, nhưng hắn tức giận nhìn hai huynh đệ viên hiếu binh, viên hiếu thương, có tin tôi về sẽ tẩn cho hai cậu một trận không? Nói xong chính hắn cũng không nhịn được cười. Viên hiếu công nhặt một con hào từ dưới đất lên, đặt ở lòng bàn tay rồi nói khẽ chuyện quá khứ vĩnh viễn không thể quay lại, con đường mà chúng ta đã chọn nhất quyết phải đi tiếp. Lão nhị, mấy năm nay, cậu buôn bán lời không ít tiền, nhưng lòng giả của cậu không hề bởi vì tài phú thích lũy được mà trở nên rộng rãi hơn, ánh mắt lại bởi vậy mà trở nên càng lúc càng thiển cận. Tôi thường xuyên nói với cậu, tiền vĩnh viễn kiếm không hết, mấy ngày nay tôi thường xuyên suy nghĩ, trước đây khi chúng ta ăn bữa nay lo bữa mai, lại không có gì phiền não, sống rất khoái hoạt, hiện tại các cậu có tiền, tôi có địa vị, nhưng tôi vẫn không tìm thấy được cảm giác hạnh phúc trước đây các cậu nói xem là vì sao mấy huynh đệ không nói gì bởi vì bọn họ không biết trả lời như thế nào viên hiếu công nhìn bờ biển ở phương xa hồi lâu mới bởi vì chúng ta đã quên mình rốt cuộc muốn sống như thế nào vẫn không ai trả lời y chỉ có tiếng sóng biển đáp lại viên hiếu công nói lão nhị nghiêm kim vượng rốt cuộc là sao viên hiệu nông nghe thấy đại ca cuối cùng cũng hỏi tới chuyện này hắn nói khẽ chuyện này em thực sự không rõ lắm em thừa nhận em rất hận họ trương nhưng lão tam và lão tứ đều khuyên em em cũng một mực nén giận em không làm chuyện gì nhắm vào hắn cả đều là hắn cứ gây hấn em viên hiếu công nói em có nghĩ tới trương dương vì sao cứ tìm cậu không viên hiệu nông lớn tiếng nói em sao biết được có lẽ hắn vốn chính là một con chó điên thấy ai cũng cắn viên hiếu công nói tôi tuy rằng không hỏi đến sinh ý của cậu nhưng chủ nhân của hưng long hiệu rốt cuộc là ai như vậy chuyện đơn giản như vậy cậu cho rằng tôi không biết ư. Viên hiệu nông sắc mặt thay đổi, đại, đại ca, em. Viên hiếu công lắc đầu, các cậu làm gì, là lựa chọn của các cậu, thân đại ca của các cậu, tôi cũng không thể hỏi đến, tôi không muốn nhận được gì từ chỗ các cậu cả. Tôi chỉ muốn các cậu bình an, tôi không hy vọng nhìn thấy có một ngày, ai đó trong số các cậu sẽ phơi thay đầu đường, tôi chỉ muốn các cậu bình an. Đại ca, ba huynh đệ đồng thời thốt lên viên hiếu công nói người thực sự khiến tôi yên tâm chỉ có lão ngũ hắn tuy rằng không kiếm nhiều tiền bằng các anh nhưng hắn sống rất ổn định trong lòng lão tứ cũng vậy hắn hiểu được nông sâu lão tam khi còn nhỏ là xung động nhất hiện tại tính tình ngược lại trở nên kiên định vững vàng hơn lão nhị cậu thì giống một đứa nhỏ nhất làm người phải hiểu được chừng mực tiền nào nên kiếm tiền nào không nên kiếm cậu nhất định phải nhất định phải phân rõ nếu không có chuyện của hưng long hiệu Trương Dương vì sao tìm tới cậu? Viên hiệu nông cúi đầu, hắn tự biết mình đối lý, cũng không dám nói câu nào. Viên hiếu công nói kiếm tiền cậu không được, chơi gái cũng cũng không được. Một nữ tử phong trần đáng để cậu bỏ cái giá lớn như vậy ư. Biệt thự mấy trăm vạn để nuôi nữ nhân này, người khác là kim ốc tàng kiều, cậu là kim ốc tàng gà. Viên hiếu thương và viên hiếu binh nghe thấy đại ca nói ra những lời này, suýt nữa thì bật cười thành tiếng, hai huynh đệ đối với phẩm vị của lão nhị đồng dạng cũng không dám khen tặng. Di động của viên hiếu công lúc này đột nhiên đổ chuông, hắn bắt máy, sau khi nghe xong vẻ mặt lộ ra vẻ thoải mái một chút, sau khi dập máy, y nói khẽ lý vượng cử tự sát rồi. Gì cơ, viên hiệu nông cả kinh nói, mắt hắn lập tức có chút đỏ lên, sao lại vậy? Ngày hôm qua hắn vẫn yên lành mà, vì sao? Viên hiếu công bình tĩnh nhìn viên hiệu nông, hắn chết chưa chắc đã không phải là chuyện tốt. Trong mắt toát ra ánh mắt kinh ngạc, hắn bỗng nhiên ý thức được gì đó. Viên Hiếu Công xoay người đi về phía xe của y, "Ba đứa các cậu nói chuyện đi, tôi về nhà trước, chỉ các cậu còn chờ tôi về ăn cơm." Đợi cho xe cảnh sát của Viên Hiếu Công đi xa rồi, Viên Hiệu Nông che đầu chậm rãi ngồi xổm trên bãi biển, Viên Hiếu thương đi tới, nhìn thấy hắn không ngờ rơi lệ, Viên Hiệu Nông nức nở nói, "Mà cửu theo tôi hơn 10 năm, nhưng giờ đã chết rồi." Hắn không bán đứng tôi hắn căn bản sẽ không bán đứng tôi. Vì sao, vì sao? Viên Hiếu Binh nói, nhị ca, đại ca nói đúng đấy, hắn chết là chuyện tốt. Ma cửu là huynh đệ tốt nhất của tôi, vì sao phải làm như vậy? Viên Hiếu thương lắc đầu, lạnh lùng nói, trừ chúng tôi ra, anh không có huynh đệ nào khác. Nói xong câu đó, viên Hiếu thương cũng xoay người đi về phía đê. Viên Hiếu Binh thở dài, vỗ vỗ bả vai viên hiệu nông, nhị ca, đi thôi nhìn thấy kiều mộng viện một mình đi tới, trương đại quan nhân không khỏi có chút ngạc nhiên, thì duy đâu. Kiều mộng viện nói, cô ta lâm thời thay đổi chủ ý, cùng bọn quách trí giang tới giang thành rồi. Trương Dương gật đầu, hắn có chút gian nan đi tới ghế sau ngồi, kiều mộng viện ngồi ở ghế phụ, quay người lại nói, xe của tôi đâu. Trương đại quan nhân có chút xấu hổ cười nói, lại lại bị người ta trộm đi rồi. Kiều mộng viện ngây ra một thoáng, lập tức lại bật cười trương đại quan nhân bị nụ cười của cô ta khiến cho ngây dại hắn vẻ mặt đau khổ nói cô cười cái gì xe mất có phải là chuyện gì hay đâu kiều mộng viện nói anh làm ra một đống việc lớn như vậy đế cuối cùng vẫn mất thôi mất thì thôi không sao trương dương nói cô nói dễ nghe nhỉ nhưng trong lòng tôi áy náy lắm kiều mộng viện nói có gì mà phải áy náy xe cũng không phải là anh trộm đi anh đã tìm về một lần rồi hiện tại lại mất chỉ là quay trở lại khởi điểm không có gì, tôi đã chuẩn bị tư tưởng rồi. Trương Dương nói, lần này định ở lại Bắc Cảng bao lâu? Kiều Mộng Viện nói, anh không biết tôi vì sao tới đây à? Trương 1617, Huynh Đệ 3 Trương Đại Quan Nhân lắc đầu, hắn vẫn cho rằng Kiều Mộng Viện tới đây để du lịch, chẳng lẽ trừ du lịch ra, cô ta còn ôm mục đích khảo sát? Trương Dương hỏi thử, chẳng lẽ cô lại muốn làm ăn? muốn đầu tư vào khu bảo lưu thuế nhập khẩu của tân hải chúng tôi kiều mộng viện nói tạm thời sẽ không trong khoảng thời gian này tôi triệt để rời khỏi sinh ý đúng là lần rời bỏ này tôi mới nhận thức được cái gì đáng quý trương dương nói cái gì mới là đáng quý nhất kiều mộng viện nói tự do tục quá tục mộng viện đáp án này thực sự khiến tôi thất vọng hổ tử anh cho rằng cái gì là đáng quý nhất chu sơn hổ nói sinh mệnh là đáng quý nhất tình yêu còn cao hơn, nếu là tự do, hai cái đều có thể bỏ. Kiều Mộng Viện bật cười khanh khách, có nghe hay không, quan điểm của tôi và hổ tử giống nhau. Trương Đại Quan Nhân cười nói, không phải đâu, trong mắt hắn chỉ có Lưu Hy Đình, hiện tại tình yêu mới là số một. Chu Sơn Hổ nói, không phải đâu, Bí Thư Trương, trong lòng tôi anh Thủy Trung là số một, tôi nếu vì tình yêu thì cũng không theo bước anh tới Tân Hải. Trương Dương từ phía sau vỗ vỗ bả vai Chu Sơn Hổ tỏ vẻ cảm tạ, sau đó ghé sát vào kiều mộng viện nói, cô tới giờ vẫn chưa nói cho tôi biết, đến Tân Hải là để làm gì. Thằng cha này từ đáy lòng vô cùng hy vọng kiều mộng viện nói ra hai chữ vì anh, nhưng hắn cũng hiểu rõ, căn bản là không thể, huống chi trong xe còn có cái bóng đèn chu sơn hổ này. Kiều mộng viện nói tiểu yêu gọi điện thoại cho tôi, cuối tuần cô ta sẽ đến Bắc Cảng, hai chị em tôi hẹn gặp mặt ở đây. Trương đại quan nhân giờ mới biết an ngữ thần cũng gọi điện thoại cho kiều mộng viện, biết hắn và tiểu yêu có con trai chỉ có Trần Tuyết, Kiều Mộng Viện chắc hoàn toàn không biết gì cả về chuyện này. Nhớ tới sắp được nhìn thấy An Ngữ Thần, hai người có thể ôn lại mộng xưa, trong lòng Trương Đại Quan Nhân không khỏi ấm áp. Lúc này Trình Diễm Đông gọi điện thoại tới, giọng nói của hắn lộ ra vẻ nôn nóng, bí thư Trương, đã xảy ra chuyện rồi. Chuyện gì? Lý Vượng Cửu tự sát. Trương Dương rõ ràng ngây ra đó, Lý Vượng Cửu có lẽ là người duy nhất có thể chứng minh viên hiệu nông chính là chủ nhân chân chính của Hưng Long Hiệu. Cái chết của hắn triệt để khiến chuyện Hưng Long Hiệu bị gián đoạn điều tra, có thể đoán được tất cả trách nhiệm đều sẽ do hắn gánh vác. Trương Dương bất giác liên tưởng đến Triệu Kim Khoa, hai người không liên quan nhau giờ bị hắn liên hệ lại, kết cục của bọn họ tương tự như nhau. Trương Dương trầm mặc một hồi lâu rồi nói khẽ biết rồi. Trước khi tới trung tâm hành chính Tân Hải, Thường Hải Thiên và Thường Hải Tâm đã chờ trước cửa, Kiều Mộng Viện xuống xe, Thường Hải Tâm liền chạy tới đó, hai người thân thiết ôm nhau, lại nghe thấy giọng nói của Cao Liêm Minh, "Chị Mộng Viện, tôi cũng muốn." Cao Liêm Minh mặc một thân cảnh phục vui vẻ chạy tới, không đợi tới gần Kiều Mộng Viện, Trương Đại Quan nhân chống gậy cản đường hắn. Cao Liêm Minh nhìn Trương Dương cười nói, "Bí thư Trương, hôm nay đây là tạo hình gì vậy? Chống cả gậy văn minh." Trương Đại Quan nhân trên mặt không hề tươi cười, nhìn bộ dạng của anh kia, "Anh là cảnh sát cơ mà." trông cứ như một tên lưu manh ấy, làm mất mặt mình thì kệ anh, nhưng đừng bôi nhỏ hình tượng cảnh sát Tân Hải. Cao Liêm Minh giờ mới phát hiện tâm tình của bí thư trương không tốt lắm, nghĩ thầm tôi có trêu gì anh đâu, tôi tránh anh còn không kịp nữa là. Miệng nhỏ giọng than thở, có cần vậy không? Anh nói gì, trương đại quan nhân quát. Đối với trương đại quan nhân mà nói, đây là một ngày nửa vui nửa buồn, chuyện xảy ra liên tiếp khiến hắn ý thức được nước bắc cảng rất sâu, So với dự đoán của hắn thì còn rất sâu hơn nhiều, hắn cuối cùng cũng minh bạch lưu diễm hồng vì sao muốn áp dụng cách thả dây dài câu cá lớn, những đối thủ ẩn núp trong bóng tối thực sự là quá cảnh giác, hơi có chút gió thổi cỏ lay thì lập tức liền chặt đứt tất cả manh mối có thể truy tra, cơ hồ mỗi người đều cảm thấy tình tự của Trương Dương rất xấu. Thường Hải Thiên cười nói, sao, vẫn vì chuyện của tổ công tác mà phiền lòng à? Trương Dương lắc đầu nói, bọn họ thì tính là một đám hề nhảy nhót mà thôi. Thường Hải Thiên nói, quy hoạch bước đầu của khu bảo lưu thuế nhập khẩu đã hoàn thành, ngày mai tôi sẽ đưa tới cho anh. Trương Dương gật đầu, nhìn Tân Hải đèn đuốc mới lên, hắn bất giác nhớ tới khi mình vừa tới đây, khi đó tòa thị trấn này hơn phân nửa đường xá bị chìm trong bóng tối, thông qua xây dựng trong khoảng thời gian này, cải tạo đèn đường nội thành đã cơ bản được hoàn thành, công trình lượng hóa cửa hàng hai bên đường cũng đang tiến hành, tất cả đều đang lặng lẽ thay đổi, Trương Dương bỗng nhiên ý thức được mình nên kiên nhẫn hơn trên trời nổi lên mưa bụi mát mẻ, Cao Liêm Minh nói trời mưa. Thường Hải Tâm ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời tối đen, còn tới làng trài hải đảo không? Trương Dương cười nói, đi, mộng viện là khách quý của chúng ta, để cô ấy nếm thử hải sản của Tân Hải. Kiều mộng viện nói, trời mưa rồi, hay là tới chỗ nào gần thôi, nếu mưa to thì phiền lắm. Thường Hải Tâm nói, tới nhà khách huyện ủy đi, hải sản nướng của sư phó Lý cũng ngon lắm. Cô ta nhìn thoáng qua Trương Dương rồi nói: "Bí thư Trương, anh không phải trên đùi có thương tích hư. Mấy ngày này không thích hợp ăn hải sản đâu, cô ta cân nhắc vô cùng chu đáo cho tình lang." Trương Dương gật đầu nói: "Được, cứ vậy đi, lát nữa an bài cho Mộng Viện ở nhà khách." Thường Hải Tâm nói: "Như vậy sao được, tôi đã thu xếp xong rồi, chị Mộng Viện ở với tôi, chúng tôi vừa hay có thời gian tâm sự." Kiều Mộng Viện thân thiết nắm tay cô ta: "Vậy cứ quyết định thế đi." trương đại quan nhân cười cười bảo chu sơn hổ đưa thường hải tâm và kiều mộng viện về trước hắn và cao liêm minh lên ô tô của thường hải thiên cao liêm minh vừa lên xe liền oán giận nói tôi nói này anh trương biết trong lòng anh mấy ngày hôm nay không vui nhưng cũng đừng có chút giận lên người huynh đệ chứ trương dương nói tôi sao mà không vui tâm tình của tôi rất tốt cao liêm minh cười nhạt nói anh lừa ai hả anh và trình diễm đông gây náo loạn ở bắc cảng kết quả chọc giận đám lãnh đạo đó của bắc cảng Trương Dương vừa nghe thằng cha này nói như vậy, lập tức liên tưởng đến tới Cao Trọng Hòa, ông già gã, xem ra chuyện này 89 phần 10 đã truyền tới tai thính trưởng thính công an Cao Trọng Hòa rồi. Trương Dương nói, chút chuyện to bằng cái rắm sao có thể ảnh hưởng đến tâm tình của tôi, anh quá coi thường tôi rồi. Cao Liêm Minh nói, tôi nghe nói Trình Diễm Đồng bị xử phạt. Trương Dương trừng mắt lườm hắn một cái, anh nghe ai nói? Cao Liêm Minh cười nói, bên trong cục công an ai chẳng biết. Trương Dương nói: "Cha anh biết không?" Cao Liêm Minh nói: "Biết." Hắn nói thế nào? Cao Liêm Minh nói: "Chẳng nói gì cả, sau cùng chỉ phun ra một câu, nói hệ thống công an Bắc Cảng loạn quá." Gã ghé mặt vào sát Trương Dương: "Anh à, chuyện này không thể nhịn được, phía Bắc Cảng làm như vậy, rõ ràng là muốn tát vào mặt anh, anh không thể nào chịu thua được." Thường Hải Thiên phụ trách lái xe không nhịn được liền bật cười, hắn cười mắng: "Cao Liêm Minh, anh đúng là không phải hạng tốt lành gì." Rõ ràng là đang muốn khích bác nhau mà. Trương Đại Quan Nhân cười nói, anh giờ mới biết à, làm luật sư đâu có kẻ nào tốt. Cao Liêm Minh nói, tôi bảo này, hai anh đừng có thành kiến với luật sư như vậy, mà cũng bởi vậy nên tôi đã có dự tính chính xác, tôi không làm luật sư nữa, tôi hiện tại là công an, cảnh sát nhân dân. Trương Đại Quan Nhân nói, Liêm Minh à, anh đừng có mở miệng ra là anh này anh nọ nữa. Cao Liêm Minh nói, sao khinh thường một gã cảnh sát nho nhỏ như tôi à không coi tôi là huynh đệ ư trương dương nói anh có thật lòng coi tôi như anh em không cao liêm minh nói nói thừa tôi coi anh như anh ruột của tôi vậy nếu không tôi ngay cả cha mẹ ở đông giang cũng mặc chạy tới nơi thâm sơn cùng cốc cùng phấn đấu với anh trương đại quan nhân tựa hồ có chút cảm động ôm bả vai cao liêm minh nói huynh đệ đúng là hảo huynh đệ của tôi hiện tại anh của anh gặp ủy khuất Người làm huynh đệ như anh có phải là nên giúp tôi chút giận không? Thường Hải Thiên Phá lên cười, Trương Dương đây là đang lập bẫy lừa Cao Liêm Minh chui vào, Cao Liêm Minh nhất thời không cẩn thận quả nhiên chui vào rồi. Cao Liêm Minh cũng đã hiểu ra, mặt mày sầu khổ nói, người anh em, đừng chơi tôi mà. Trương Dương nói, huynh đệ à, tôi chính là bản thân phải chịu ủy khuất cũng không thể để cho anh phải chịu ủy khuất đúng không? Nhưng chuyện của Tân Hải này, đánh vào mặt tôi cũng chính là đánh vào mặt anh tôi mất mặt thì anh trong lòng cũng không dễ chịu gì đúng không? Cao Liêm Minh nói, Bí Thư Trương, anh nói rõ ra đi, anh muốn tôi làm gì? Thằng cha này không dám gọi anh em nữa, anh em cũng không phải là gọi không. Trương Dương tươi cười. Cao Liêm Minh rè rặt nói, anh chắc không phải muốn lão gia tử nhà tôi giúp anh chút giận chứ. Trương Dương nói, anh đừng lo, chuyện qua giới hạn tôi không làm đâu, cái đó, nếu thật sự ra tay giáo huấn người khác, tôi sẽ tự mình xuất thủ, Đâu cần phiền tới đại giá của chú cao, Trình Diễm Đông là người được ông ấy thích, lúc trước suýt nữa được ông ấy mang tới tính tình, hiện tại đám lãnh đạo Bắc Cảng xử phạt Trình Diễm Đông, chẳng những đánh vào mặt tôi, rõ ràng là không nể mặt chú cao, là nói tầm mắt của chú ấy có vấn đề. Chương 1618, biến tướng tạo áp lực 1. Cao Liêm Minh nói, Bí thư Trương, anh chính là anh ruột của tôi, thôi đừng vòng vo nữa, chúng ta có thể thẳng thắn thành khẩn một chút được không? Trương Dương nói, anh có thể nhờ cao thính ở trường hợp công khai khen ngợi đồng chí Diễm Đông một chút không? Cao Liêm Minh ngây ra một thoáng, lập tức hiểu ý của Trương Dương, gã cười nói, anh à, anh cũng thâm lắm. Phía Bắc Cảng xử phạt cảnh cáo trong đảng trình Diễm Đông, bên anh lại bảo cha tôi ở trước mặt mọi người khen ngợi hắn, đây không phải là khiến đám lãnh đạo Bắc Cảng mất mặt ư? Trương Dương nói, người ta không cho chúng ta mặt mũi, chúng ta còn cố kỵ gì tới tình cảm không thể đánh lên mặt phải của chúng ta thì chúng ta rơi nốt mặt trái lên cho họ đánh được cao liêm minh nói tôi chỉ có thể thử xem lão gia tử nhà tôi tính khí thất thường lắm ông ấy không nhất định sẽ đáp ứng trương dương nói tôi mặc kệ anh nếu ngay cả việc nhỏ như vậy cũng không làm được thì chứng minh năng lực của anh quá kém tân hải không cần loại giá áo túi cơm như anh anh có ý gì hả trương đại quan nhân cười nói huynh đệ à anh tự suy nghĩ cho kỹ đi ô tô dừng lại ở nhà khách huyện ủy trương đại quan nhân chống gậy chậm rãi xuống ô tô cao liêm minh nhìn bóng dáng của hắn cam giận nói anh hải thiên anh nói thử đi hắn có ý gì hả thường hải thiên cười nói lão đệ không cần tôi nhắc nhở cậu chứ thằng cha này có tiếng là lục thân không nhận đó mưa bên ngoài lớn hơn vừa rồi nhiều kiều mộng viện và thường hải tâm đội mưa chạy tới cửa nhà khách trương đại quan nhân tuy rằng xuống xe rất sớm nhưng lại là người vào cửa muộn nhất, biết sao được, vết thương ở chân chưa lành, muốn đi nhanh cũng không đi nhanh được. Cả đám người khi đi vào nhà khách thì gặp Hứa Song Kỳ vừa mới chiêu đãi khách xong. Khách nhân được mở tiệc chiêu đãi chính là toàn thể thành viên của tổ công tác ủy ban kỷ luật Bắc Cảng. Nghiêm Chính và Trương Dương đi qua nhau, không ngờ không để ý đến hắn, bởi vì Hạng Thành đã đưa ra quyết định triệu hồi tổ công tác, Nghiêm Chính cho rằng chuyện này có liên quan tới Trương Dương. Địch ý đối với hắn đã đạt tới cực hạn, Trương đại quan nhân cười cười vị phó bí thư ủy ban kỷ luật Bắc Cảng này lòng dạ cũng quá hẹp hòi rồi. Nghiêm chính không để ý tới Trương Dương, nhưng hứa song kỳ không thể làm như không thấy, y cười cười đi đến trước mặt Trương Dương, bí thư Trương cũng đến ăn cơm à. Trương Dương gật đầu, nhìn ra sau, nói tình huống gì vậy. Hứa song kỳ nói, là như thế này, tổ công tác đã điều tra xong rồi, ngày mai sẽ đi, cho nên chúng tôi an bài tiễn đưa cho bọn họ. Trương Dương nói, lại ăn không phải trả tiền à. Hứa xong kỳ hắn nói như vậy thì bất giác có chút xấu hổ, nhìn nhìn chung quanh, rồi nói khẽ, bí thư trương dù sao dù sao cũng là lãnh đạo thượng cấp chuyện lần này, anh thấy. Trương Dương nói, chúng ta không phải đã nói rồi ư. Trừ bữa ăn đón gió đầu tiên ra, nhưng phí dụng khác không được thiếu một đồng, chỉ có mấy cán bộ mà cứ phải đưa đi đón về mãi thế à. Hắn chẳng những là nói đám người nghiêm chính, còn nói cả hứa xong kỳ. Hứa xong kỳ không nhịn được nói, bí thư trương. Bữa này chính phủ huyện chúng tôi giải quyết." Trương đại quan nhân nhìn Hứa Song Kỳ, "Chính phủ huyện không phải lấy tiền công ra trả à?" "Tôi nói này lão Hứa, quan niệm của anh có chút sai lầm đó." Hứa Song Kỳ nói, "Bí thư Trương, tôi ngay cả quyền mời bữa cơm cũng không có à?" Y ném lại câu đó rồi bước đi. Trương đại quan nhân bật cười, "Thằng cha này tức giận rồi, không biết cao thấp sâu cạn gì cả, nơi này là Tân Hải, lão tử lập tức sẽ cho mày trắng mắt ra." Tao cho mày bao nhiêu quyền thì mày mới có từng đó quyền." Cao Liêm Minh thật sự truyền đạt ý tứ của Trương Dương tới chỗ cha, Cao Trọng Hòa nghe xong, không nói hai lời, bảo hắn đưa điện thoại cho Trương Dương. Trương đại quan nhân đang bận uống rượu, Cao Liêm Minh vào phòng, đưa di động cho hắn, tìm anh đó, cha tôi. Trương Dương cũng không ngờ thằng ôn này hành động nhanh chóng như vậy, chỉ chốc lát đã gọi điện thoại cho Cao Trọng Hòa rồi, Trương Dương cầm điện thoại, đi đến trước cửa sổ rồi cười nói, "Chú Cao Cao Trọng Hòa nói, hào tiểu tử, tôi nếu không biểu Dương Trình Diễm Đông thì cậu sẽ đá con tôi đi đúng không? Trương Dương cười nói, chú Cao, thế mà chú cũng tin à, hắn là huynh đệ của tôi, tôi nói đùa với hắn thôi. Cao Trọng Hòa nói, cậu sĩ diện, tôi không sĩ diện à, cậu không ngờ dám đe dọa con tôi. Trương Đại Quan Nhân cười nói, chú Cao, chú cho cháu mượn thêm một lá gan cháu cũng không dám, liên minh ở chỗ cháu sống không biết dễ chịu đến thế nào, công tác làm không tôi ngoài công tác ra thì cũng không nhàn rỗi, cả ngày bu quanh những cô gái xinh đẹp. Cao Liêm Minh đang giỏng tai lắng nghe, nghe đến đây gã nổi cáu, anh nói hưu nói vượn, tôi, tôi là loại người này ư. Cao Trọng Hòa ở đầu kia điện thoại bật cười, có bản lĩnh thì cưa được một đứa mang về cho tôi xem nào. Y không phải là tức giận thật sự, thở dài nói, Trương Dương à, chuyện xảy ra ở chỗ các cậu tôi đã nghe nói rồi, chuyện sở trưởng sở quản xe nhảy lầu gây ảnh hưởng rất xấu, trên cuộc họp thường ủy, Bí thư Tống đã đặc biệt nhắc tới chuyện này, người có trách nhiệm tương quan khẳng định sẽ bị truy cứu trách nhiệm, phía Ủy ban kỷ luật tỉnh đã bắt tay vào xử lý chuyện này rồi. Trương Đại quan nhân mừng thầm trong lòng, những lời này của Cao Trọng Hòa có phải có nghĩa là Lưu Diễm Hồng đã bắt đầu hỗ trợ, muốn bắt bí thư Ủy ban chính pháp Chu Tưởng gánh vác trách nhiệm lần này không? Đây chính là điều mà Trương Dương muốn, nếu thực sự có thể được như ước nguyện, cũng là một chuyện tốt khiến người ta vui mừng. Cao Trọng Hòa nói, Trương Dương hành vi lần này của Trình Diễm Đông quả thực đã phá hủy chế độ, cũng nên cho hắn một bài học. Trương Dương nói, chú Cao à, chuyện này đều là do tôi mà có, Diễm Đông chính là ái tướng của chú đó. Cao Trọng Hòa cười nói, cậu đừng có kéo tôi vào chuyện này, chẳng liên quan tí gì tới tôi cả, không phải là khen ngợi thôi ư. Gần đây chị An Tân Hải quả thực có chuyển biến tốt, nhưng phía Bắc Cảng tựa hồ so với trước đây còn kém hơn, nên khen ngợi tôi sẽ khen ngợi, nên phê bình thì phải phê bình. Những lời này của Cao Trọng Hòa chẳng khác nào cho Trương Đại Quan Nhân một viên thuốc an thần, hắn liên tục cảm ơn. Cao Trọng Hòa nói, làm cho tốt đi, chỉ cần làm việc thật sự, làm tốt công việc thì tôi sẽ vĩnh viễn là hậu thuẫn kiên cường cho các cậu. Hạng Thành thực sự cảm thấy hậu thuẫn của Trương Dương rất đáng sợ, cơ hồ ngay khi bọn họ làm ra xử phạt cảnh cáo trong đảng với Trình Diễm Đông, Thính trưởng Thính Công an Bình Hải Cao Trọng Hòa Trông một lần phát biểu công khai trong hệ thống công an đã ở trước mặt mọi người khen ngợi thành tích Trình Diễm Đông làm ra sau khi tới Tân Hải, đồng thời lại phê bình hiện trạng số lần phạm tội của thành phố Bắc Cảng chỉ lên chứ không xuống. Đối với cùng một người, lãnh đạo thành phố Bắc Cảng và lãnh đạo tỉnh lần đầu tiên xuất hiện ý kiến bất đồng, khiến đám thường ủy Bắc Cảng này xấu hổ hơn là sự phạt cảnh cáo trong đảng nhằm vào Trình Diễm Đông đã được phát xuống, nếu sớm biết Cao Trọng Hòa sẽ phát biểu như vậy bọn họ có lẽ sẽ cân nhắc lại quyết định xử phạt này. Trên cuộc họp thường ủy thành phố Bắc Cảng âm vân mật bố, Bí thư ủy ban kỷ luật thành phố Bắc Cảng Trần Cương trước tiên báo cáo đại khái tình huống điều tra của tổ công tác ủy ban kỷ luật ở Tân Hải. Y cuối cùng tổng kết tôi cho rằng bây giờ còn vẫn chưa đến lúc rút tổ công tác về. Sự kiện triệu kim khoa nhảy lầu vẫn chưa hoàn toàn điều tra rõ. Hiện tại chỉ có thể nhận định là bị giết, bản thân hắn cũng tồn tại vấn đề tham ô nghiêm trọng nhưng sau lưng hắn có phải còn có những hành vi vi phạm pháp luật không trong ban lãnh đạo tân hải có người nào có liên quan không sốt cuộc là ai giết hắn một loạt vấn đề mấu chốt này chưa được điều tra rõ tổ công tác trong quá trình điều tra ở tân hải đã gặp không ít trở ngại và đối đãi không công bình nhân viên tương quan của tân hải không phối hợp với tổ công tác điều tra tôi cho rằng đây là nguyên nhân căn bản khiến tiến triển của tổ công tác gặp cản trở trần cương đối với trương dương oán hận chất chứa quá sâu hơn nữa y thân là bí thư ủy ban kỷ luật, bất bình cho tổ công tác cũng nằm trong dự kiến. Ánh mắt mọi người đều nhìn hạng thành, rút tổ công tác về là quyết định của hắn. Hạng thành cầm một tập hóa đơn ném lên bàn, đây là hóa đơn tôi vừa mới nhận được, việc ăn ở của tổ công tác ở Tân Hải đều được ghi lại đầy đủ bên trên, trừ bữa tiệc đón gió mà phía Tân Hải chiêu đãi ra, bọn họ tổng cộng tiêu phí 5 vạn 8 ngàn đồng. Trần Cương có chút kinh ngạc, hắn bảo người khác đưa hóa đơn tới tay mình, Nhìn từ đầu tới đuôi một lần, lập tức Minh Bạch khẳng định là Trương Dương làm trò. Hạng Thành nói: "Tôi không rõ, quy cách mỗi bữa cơm của tổ công tác vì sao đều phải cao như vậy?" "Hả, chúng ta phái ra tổ công tác là để điều tra, không phải để đi ăn ngon, các anh nhìn xem, bên trên ngay cả thực đơn cũng viết rõ ràng, năm người, mỗi bữa cơm đều gần 20 món đồ, phòng cũng là tiêu chuẩn cao nhất, thế là sao?" Chương 1619, biến tướng tạo áp lực 2. Trần Cương nói, đát căn bản chính là thủ tục, trước đây tổ công tác xuống đều là chính phủ địa phương phụ trách tiếp đãi, tiêu chuẩn đều là bọn họ định ra. Bọn họ chiêu đãi gì thì tổ công tác ăn cái đó. Hạng Thành nói, ai quy định người ta nhất định phải mời các anh. Tổ công tác xuống ăn, mặc ở, đi lại người ta phải bao hết, được ăn xuông uống xuông à. Tất cả thường ủy đều không nói gì, chuyện này mọi người trong lòng biết rõ, lãnh đạo thường cấp tới đơn vị hạ cấp đi đó là nể mặt họ, lần nào không phải là tiếp đãi ngon lành, đã ai nghe thấy chuyện tính hóa đơn bao giờ đâu. Đây là một quy tắc mà mọi người ngầm công nhận, tuy rằng không có văn bản quy định rõ ràng, nhưng chỗ nào cũng đều là làm như vậy, toàn quốc trên dưới đều làm vậy, sao đến Tân Hải không ngờ lại có ngã rẽ. Nguyên nhân ở trên người Trương Dương, thằng cha này rõ ràng là đang gây chuyện. Trần Cương nói, bí thư hạng, tôi thấy chuyện này không phải là vấn đề chủ yếu, không nên làm quá găng. Hạng Thành nói, cái gì gọi là không nên làm găng? Tổ công tác của ủy ban kỷ luật bọn họ đi là để làm gì? Chính bọn họ cũng không rõ ư? Trần Cương nói, căn bản là có người cố ý gây chuyện thôi. Hạng Thành nói, đừng trách người ta gây chuyện, là bản thân các anh có vấn đề, thiếu tính tự hạn chế, thiếu tính cảnh giác, rồi bỏ không bâu chứng không thùng, xảy ra chuyện đầu tiên là nghĩ tới đổ trách nhiệm lên người người khác, làm gì hả? Tôi thấy chuyện này chính là nguyên nhân của bản thân tổ công tác ủy ban kỷ luật." Thị trưởng Bắc Cảng Cung Hoàn Sơn nói, "Bí thư Hạc, tôi thấy cũng lạ, ghi chép hóa đơn sao tường tận vậy, rốt cuộc là ai đưa cho anh?" Khi hắn hỏi câu này cũng đã rõ, chuyện này khẳng định là Trương Dương làm. Hạng Thành nói, "Các anh đều thấy rõ ràng, hóa đơn này là bản sao chép, là ủy ban kỷ luật tỉnh cho tôi, mục đích chúng ta phái ra tổ công tác ủy ban kỷ luật là để điều tra người khác, nhưng hiện tại thì ngược lại, mông mình còn lau chưa sạch, tôi nói này, đám người của ủy ban kỷ luật chưa ăn cơm à? Trần Cương mặt đỏ bừng, lần này mất mặt quá. Trương Dương à, Trương Dương, thằng nhóc cậu thâm lắm, không ngờ lợi dụng loại chuyện này để hại tổ công tác ủy ban kỷ luật chúng tôi. Phó Bí thư thị ủy Bắc Càng tưởng Hồng Cương trong lòng cười thầm, hắn sớm biết Trương Dương không dễ chơi đâu mà, cái này là báo ứng tới rồi. Trước tiên là trong chuyện của Trình Diễm Đông, để thính trưởng thính công an tỉnh lên tiếng. Cao Trọng Hòa ở trước mặt mọi người khen ngợi hắn, nhưng đám người các anh lại xử phạt cảnh cáo hắn, chống đối với thính thỉnh, đây không phải là tự tìm khó coi ư. Về phần hóa đơn của tổ công tác ủy ban kỷ luật, ai cũng có thể nhìn ra là Trương Dương lừa họ, nhưng tính cảnh giác của đám người này cũng quá kém, hạng thành nói đúng, các anh chưa được ăn cơm à? Người ta mời là các anh ăn à? Trong lòng đa số thường ủy đều đồng tình với tổ công tác, thật ra thượng cấp ăn hạ cấp đã là chuyện thiên kinh địa nghĩa, đã ai nhìn thấy hạ cấp tính hóa đơn bao giờ đâu, còn cầm một đống hóa đơn tới đây tính nợ. Hạng Thành nói, chuyện này tuyệt đối không phải là việc nhỏ, tôi thấy một số người trong xem chúng ta ăn cơm nhà nước quen rồi, ăn rất thoải mái, ăn rất đúng lý hợp tình. Tôi hôm nay ở đây nhắc nhở mọi người, cùng với tất cả cán bộ của Bắc Cảng chúng ta, khi ăn uống của công thì nhớ mà chùi mép. Nói tới đây y nâng chung trà lên uống một ngụm, giảm sóc cho tình tự đang kích động của mình, thật ra y không phải nhằm vào Trần Cương, hiện tại chuyện xảy ra liên tiếp tất cả là Trương Dương phản kích, Trương Dương tuyệt đối không chỉ nhằm vào tổ công tác của Ủy ban kỷ luật, hắn đang khiêu chiến quyền uy của ban lãnh đạo thành phố Bắc Cảng. Hạng Thành nói, hôm nay tôi nhận được điện thoại của Ủy ban kỷ luật tỉnh, vụ án của Triệu Kim Khoa đã khiến Ủy ban kỷ luật tỉnh coi trọng cao độ, hơn nữa trên cuộc họp thường ủy tỉnh ủy, Bí thư Tống cũng đã đặc biệt nhắc tới chuyện này, mặc dù ở sau khi chuyện phát sinh, chúng ta đã áp dụng thái độ tích cực chủ động, nhưng vì tình tiết vụ án cực kỳ phức tạp, cho nên tiến triển vẫn rất chậm chuyện này chúng ta sẽ tiếp tục tra đồng thời cũng không thể để ảnh hưởng đến công tác chủ yếu của chúng ta đối với người có trách nhiệm tương quan trong chuyện này phải truy cứu trách nhiệm nghe thấy bốn chữ truy cứu trách nhiệm ánh mắt trần cương sáng ngời xem ra hạng thành vẫn quyết định giáo huấn trương dương lời nói kế tiếp của hạng thành lại khiến trần cương thất vọng bí thư ủy ban chính pháp tân hải chu tường trong phân công triệu kim khoa tồn tại sai lầm rất lớn hắn phải chịu trách nhiệm trực tiếp nhất Tôi quyết định đưa ra quyết định tạm dừng tất cả chức vụ trong ngoài Đảng của đồng chí Chu Tường, cũng sẽ tiến hành điều tra công tác trước kia của hắn, trước khi kết quả điều tra sáng tỏ, tạm thời không có phân công khác, công tác hiện tại của đồng chí Chu Tường sẽ do đồng chí Trình Diễm Đông tạm thời kiêm nhiệm. Tất cả thường ủy đều kinh ngạc vạn phần nhìn Hạng Thành, không ai ngờ rằng Hạng Thành tuyên bố ra một quyết định như vậy, nếu ném Chu Tường ra gánh vác trách nhiệm thì cũng là điều bất đắc dĩ, nhưng để Trình Diễm Đông tiếp nhận công tác của Chu Tường thì có chút tự mình đánh vào mặt mình phải biết rằng quyết định xử phạt cảnh cáo trong đảng trình diễm đông là y vỗ bàn định án. Trong lòng hạng thành tràn ngập bi ai và bất đắc dĩ, y cũng không muốn làm như vậy, nhưng quyết định này căn bản không phải y đưa ra, phía ủy ban kỷ luật tỉnh gây áp lực rất lớn, có thể đoán được, nếu tiếp tục dây dưa trong chuyện triệu kim khoa, không bao lâu nữa ủy ban kỷ luật tỉnh sẽ phái ra tổ công tác, đến lúc đó điều tra không chỉ là Tân Hải, thậm chí ngay cả toàn bộ Bắc Cảng cũng sẽ gà chó không yên, trong đây Trương Dương nhất định mang đến tác dụng tương đối lớn. Cuộc họp thường ủy này khiến Hạng Thành mất hết mặt mũi, sau khi tuyên bố ý kiến xử lý Chu Tường xong thì y lập tức cho tan họp. Thị trưởng Cung Hoàn Sơn trong lòng tràn ngập hoang mang, thật ra mỗi thường ủy đều như vậy cả, nhưng người trực tiếp tới văn phòng của Hạng Thành chỉ có y. Tới văn phòng của bí thư thị ủy, Cung Hoàn Sơn không nhịn được nói, bí thư Hạng, xử lý Chu Tường căn bản là không có đạo lý, Trước mắt không hề có chứng cứ cho thấy hắn có liên quan tới Triệu Kim Khoa tham ô. Hạng Thành nói, dùng người không xem xét. Cung Hoàn Sơn nói, nếu nói đến dùng người không xem xét, như vậy Trương Dương Thân là bí thư huyện ủy cũng có trách nhiệm. Hạng Thành nhìn Cung Hoàn Sơn, bỗng nhiên cảm thấy trên người Cung Hoàn Sơn còn có rất nhiều chỗ không thành thục, xử lý một người còn cần lý do ư? Cái sai thật sự của Chu Tường không phải là lúc trước đề cử Triệu Kim Khoa mà là vì hắn gây trở ngại cho bố cục chính trị của Trương Dương. Cung Hoàn Sơn nói, "Bí thư Hạng, có phải Trương Dương thông qua thượng tầng gây áp lực cho ngài không?" Hạng Thành nhắm mắt lại, vẻ mặt của tôi đã nhắn nhủ cho Cung Hoàn Sơn một ý, "Anh hỏi lắm thế." Cung Hoàn Sơn thở dài nói, "Tôi không rõ tình lý vì sao phái loại người như hắn xuống, trẻ tuổi khí thịnh, làm việc xung động, từ khi hắn tới đã mang đến rất nhiều nhân tố không hài hòa, hắn muốn làm gì?" thực sự cho rằng không ai quản được hắn ư? Hạng Thành nói khẽ tôi vừa mới nhận được một tin tức xác thực, văn kiện chính thức Tân Hải bỏ huyện lập thành phố sắp được đưa xuống, anh biết điều này có nghĩa là gì không? Cung Hoàn Sơn mở to hai mắt, tuy rằng y sớm biết chuyện này đã thành tất nhiên, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Hạng Thành có chút mệt mỏi thở dài, tinh lực của tôi không còn nhiều nữa rồi, có lúc thật sự muốn về hưu ngay, không quản gì nữa, không hỏi gì nữa. Trương đại quan nhân cũng biết chuyện bỏ huyện lập thành phố đã thành kết cục đã định, nhưng trước khi văn kiện chính thức chưa được đưa xuống, hắn vẫn không tỏ ra nửa phần đắc ý, đánh cờ chính trị liên tiếp quay chung quanh sự kiện triệu kim khoa, cuối cùng hắn vẫn chiếm được thượng phong, đá chu tường đi, dùng trình diễm đông thay thế vị trí của hắn. Đây là một nước cờ mà trương đại quan nhân đã sớm tính kỹ, chỉ có điều hắn luôn luôn tại đang tìm kiếm cơ hội thích hợp, lý do thích hợp để xuống tay. Đấu tranh chính trị rất dễ khiến một người nhanh chóng thành thục, chính là thông qua trận chiến tranh không đánh mà thắng với hạng thành, trương đại quan nhân mới hiểu được, khi thật sự muốn sẽ đối phó với một người, căn bản không cần lý do. Nhận sự ủy thác của thị ủy thành phố Bắc Cảng, Bộ trưởng Bộ Tổ chức Bắc Cảng Mạnh Khải Trí đặc biệt tới tới tham gia hội nghị mở rộng của thường ủy huyện ủy Tân Hải lần này. Mạnh Khải Trí lần này tới là để tuyên bố quyết định cách chức bí thư ủy ban chính pháp Chu Tường, đồng thời tuyên bố Trình Diễm Đông tiếp nhận chức vụ bí thư ủy ban chính pháp và được bổ nhiệm thành thường ủy Tân Hải. Đối với tất cả thường ủy Tân Hải mà nói thì đây không phải là một tin tức tốt, Thọ Tử Hồ Bi, ai cũng hiểu, sự kiện Triệu Kim khoa nhảy lầu lần này người thắng cuối cùng là Trương Dương, trình diễm đông trở thành thường ủy huyện ủy là một nước cờ mà hắn ủ mưu đã lâu, kế tiếp thằng cha này khẳng định sẽ tiếp tục tăng mạnh địa vị của hắn ở trong ban lãnh đạo Tân Hải. Chương 1620, biến tướng tạo áp lực 3. Mạnh Khải Chí nói, tôi hy vọng ban thường ủy huyện ủy sẽ tăng mạnh học tập lý luận lấy tư tưởng xây dựng chính trị làm trọng điểm, cố gắng có giải phóng mới trên tư tưởng, trong công tác có những biện pháp mới, trong phát triển có hiệu quả mới, không ngừng đề cao trình độ lãnh đạo và trình độ chấp chính, tăng mạnh hợp tác đoàn kết, phát huy đầy đủ hợp lực chỉnh thể của ban lãnh đạo, cố gắng xây dựng đoàn kết hài hòa, tâm tình thư sướng đồng mưu cùng phát triển hoàn cảnh tốt, thay đổi tác phong công tác. Dĩ cầu tác phong làm việc thật sự, tập trung tinh thần làm xây dựng, toàn tâm toàn ý phát triển, cường hóa tự hạn chế liêm khiết, biết tự trọng biết tự xét, tự cảnh giác, tự khích lệ, tạo ra hình tượng thanh chính liêm khiết. Nói xong những lời này, Mạnh Khải Trí tạm dừng một chút, ánh mắt nhìn đám thường ủy Tân Hải chung quanh, cuối cùng dừng lại trên mặt Trương Dương, lần thay đổi thường ủy Tân Hải này, không chỉ là vấn đề bên trong Tân Hải, cũng là một lần đánh cờ giữa lãnh đạo thành phố Bắc Cảng và Trương Dương, người thắng cuối cùng không nghi ngờ gì nữa chính là Trương Dương thị ủy vừa mới làm ra quyết định xử phạt cảnh cáo trong đảng trình diễm đông thì bên kia thính trưởng công an công an tỉnh cao trọng hòa liền công khai khen ngợi thành tích công tác của trình diễm đông thái độ của y không nghi ngờ gì nữa đã tạo ra áp lực rất lớn cho lãnh đạo thành phố tân hải hạng thành không nghi ngờ gì nữa không đứng vững trước áp lực này cuối cùng đẩy chu tường ra gánh vác trách nhiệm sự kiện triệu kim khoa rõ ràng là bất đắc dĩ ý vị cực kỳ trào phúng là trình diễm đông vừa bị y xử phạt biến hóa nhanh chóng trở thành bí thư ủy ban chính pháp Tân Hải, cũng thành công thế thân Chu Tường trở thành thường ủy huyện ủy, chiêu thức phản kích này của Trương Dương thực sự quá tuyệt diệu. Bởi vì chuyện này, Mạnh Khải Trí cũng nhìn Trương Dương với cặp mắt khác xưa. Trương Dương lúc này vẻ mặt rất bình tĩnh, tuy rằng là ngụy trang, nhưng ít nhất ngoài mặt thằng cha này làm được rất tốt thắng không kiêu bại không nản. Trong lòng Mạnh Khải Trí thầm khen hắn vài câu, tiếp tục nói, lúc này, tôi cũng hy vọng các vị thường ủy tăng mạnh học tập, chủ động thích ứng với sự nhu yếu của xã hội, coi học tập là một loại cảnh giới tư tưởng, một loại tinh thần truy cầu, trong lúc học phải biết kết hợp xúc tiến khai triển các mục công tác. Muốn dẫn đầu thì phải nắm thật làm thật, làm được nhận thức nghiêm túc với mỗi một việc, cẩn trọng làm tốt mỗi một công tác, hoàn thành vững chắc mỗi một nhiệm vụ, đặc biệt phải chứng thực hạng mục xây dựng, so phục vụ và hiệu suất, làm gương mẫu cho cán bộ các cấp. Phải dẫn đầu hộ đoàn kết, từng thời từng khắc lấy trấn an phát triển làm trọng, tôn trọng lẫn nhau, tín nhiệm lẫn nhau, phối hợp với nhau, ủng hộ lẫn nhau, cùng không ngừng đẩy mạnh các hạng sự nghiệp xây dựng của huyện ta. Phải dẫn đầu liêm khiết tự hạn chế, nắm trọng điểm các tiểu tiết, dùng quyền lực cẩn thận, không tính toán lợi hại, làm việc nghiêm túc, làm quan thanh bạch, làm người đường đường chính chính. Trương Dương vỗ tay đầu tiên, hắn khen, bộ trưởng mạnh nói rất đúng, làm quan thanh bạch, làm người đường đường chính chính. Hắn tạm dừng một chút, nhìn mọi người chung quanh rồi nói có thể sẽ có người thấy xử phạt đối với đồng chí chu tường quá nặng tôi muốn nói một câu chúng ta thân là lãnh đạo làm mỗi một việc đều phải suy nghĩ kỹ càng đều phải chuẩn bị gánh vác trách nhiệm đều phải có dũng khí gánh vác trách nhiệm xảy ra chuyện tất nhiên phải chịu trách nhiệm tôi xin đưa ra một ví dụ tân hải làm khu bảo lưu thuế nhập khẩu tôi mời tới thường hải thiên tôi bảo hắn phụ trách chuyện này nếu hắn xảy ra vấn đề ai sẽ gánh vác trách nhiệm tôi một cán bộ nếu ngay cả dũng khí đảm đương cũng không có như vậy tôi khuyên hắn đừng tiếp tục làm nữa ít nhất tân hải trong tương lai trong lúc tôi nhậm chức sẽ không cho hắn cơ hội tôi không muốn lặp lại phân công cho mọi người trên thực tế phân công đã rất rõ ràng phân công trước khi tôi đến cũng rất rõ ràng bộ môn mà chu tường được phân quản xảy ra vấn đề hắn nên gánh vác trách nhiệm này tôi cũng mong mọi người từ trong chuyện này có thể nhận được bài học về sau phương diện nào xảy ra chuyện Tôi sẽ truy cứu trách nhiệm của người phụ trách được phân quản. Hiện trường lặng ngắt như tờ, lúc này đã không còn ai đồng tình với Chu Tường, ai cũng nghe ra, vị bí thư Trương này không phải nói đùa, hắn muốn làm lớn một trận ở Tân Hải. Trương Dương lại nói, tôi nhớ rõ trước khi mình tới Tân Hải, phó bí thư Lưu của ủy ban kỷ luật từng nhắc nhở tôi, làm quan ngoài mặt nhìn thì oai phong lẫm liệt, nhưng trên thực tế lại rất mạo hiểm, như đi trên băng mỏng, hơi sơ ý một chút là vạn kiếp bất phục nhưng loại mạo hiểm này chỉ là đối với những người làm quan có tàn niệm, chỉ cần chúng ta đi ngay thẳng, tôi dám cam đoan phía trước mọi người chúng ta tương lai tất nhiên sẽ là một mảng đường bằng phẳng. Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay, nhưng không nhiệt liệt, tất cả mọi người bởi vì chuyện của chuyện mà mất hết tâm tình. Cuối cùng đến phiên Trình Diễm Đông phát biểu, Trình Diễm Đông cũng không phát biểu những từ khẳng khái kích ngang gì, nói nhiều không bằng làm thật, Trình Diễm Đông cũng hiểu rõ, Hắn trở thành thường ủy Tân Hải là nhờ Trương Dương nghĩ hết mọi biện pháp tranh thủ cho hắn. Căn bản không thể phục chúng, bên trong các thường ủy ở đây đa số đều có định ý đối với mình, nói nhiều thì chỉ khiến người khác cảm thấy mình kiêu căng. Sau khi cuộc họp thường ủy chấm dứt, Trương Dương và Mạnh Khải Trí cùng nhau rời khỏi phòng họp. Hắn cười nói, Bộ trưởng Mạnh, tôi đã an bài tốt rồi, buổi trưa chúng ta tùy tiện ăn chút gì đó ở nhà khách huyện ủy. Vẻ mặt Mạnh Khải Trí không ngờ toát ra một tia do dự, cũng khó trách ghi do dự, dù sao chuyện tổ công tác đuổi Trương Dương đi cũng sờ sờ ra đó, thằng cha này không ngờ có thể đưa hóa đơn ăn ở của tổ công tác trong lúc ở Tân Hải lên ủy ban kỷ luật tình, mình nếu ăn cơm hắn chiêu đãi, chưa biết chừng thằng cha này lại diễn lại trò cũ. Mạnh Khải Trí nói, không cần ăn cơm đâu, tôi trở về còn có việc, lần này tới đây là để tuyên bố quyết định của thị lý. Trương Dương nói, buổi trưa rồi, Bộ trưởng Mạnh, ngài bận đến mấy thì cũng phải ăn cơm trưa xong rồi hẵng đi, tôi là thành tâm thành ý mời ngài. Ngài phải nể mặt tôi chứ. Mạnh Khải Trí nhìn thấy thằng Ôn này tình tình mời mọc, lại nghĩ, không phải chỉ là một bữa cơm thôi ư? Là hắn đề xuất chiêu đãi, lại không phải là mình khang khang đòi ăn, đố hắn làm gì được. Mạnh Khải Trí vì thế gật đầu, "Trương Dương, đơn giản chút, dựa theo tiêu chuẩn đi." Trương đại quan nhân nghe thấy những lời này của Mạnh Khải Trí thì thiếu chút nữa bật cười ra tiếng, chẳng trách Mạnh Khải Trí lại ra sức khước từ, hóa ra là sợ mình chơi hắn, Trương Dương cũng không định như vậy trước đó đuổi tận giết tuyệt tổ công tác của Ủy ban kỷ luật là vì hắn ghét họ, nhưng bằng vào đống hóa đơn đó cũng chẳng làm gì được tổ công tác. Dựa theo ý tứ của Mạnh Khải Trí, Trương Dương quả nhiên bảo người làm đơn giản, không có khách nào khác, chỉ có hắn và Mạnh Khải Trí, bốn món ăn một món cạnh, ngay cả rượu cũng không chuẩn bị. Bữa cơm này đối với Mạnh Khải Trí đã quen thấy hoành tráng mà nói quả thực có thể dùng từ khó coi để hình dung, có điều y chẳng những không thấy Trương Dương bất kính bộ trưởng tổ chức là y, ngược lại từ trong đáy lòng cảm thấy vui mừng xem ra người ta là thành tâm mời y ăn cơm là mình nghĩ nhiều rồi tuy rằng đồ ăn không nhiều lắm nhưng mùi vị vẫn không tồi mạnh khải trí vừa ăn vừa tán thưởng trương dương nói bộ trưởng mạnh tôi muốn nghe ngóng một chuyện bí thư trần của ủy ban kỷ luật có đúng là có thành kiến với tôi không mạnh khải trí bật cười ha ha trương dương sao đột nhiên hỏi những lời này từ những lời này đã nhìn ra hết tiêu chuẩn chính trị của mạnh khải trí y chẳng ừ là có cũng chẳng lắc là không, lại mượn những lời này để thám thính cái nhìn thật sự của Trương Dương đối với Trần Cương, thân là bộ trưởng tổ chức Bắc Cảng, Mạnh Khải Trí đã cảm thấy được một cách sâu sắc rằng khí hậu chính trị Bắc Cảng hình như có chút dị thương. Trương Dương nói, thiên hạ không có bức tường nào là không lọt gió, tôi ở Bắc Cảng cũng không phải toàn là kẻ địch. Mạnh Khải Trí cười nói, Tiểu Trương, lời này của anh không đúng đâu, ai coi anh như kẻ thù chứ? Đều là đồng chí của mình, trong công tác sợ nhất chính là tạo quân xanh. Trương Dương cười hắc hắc, nói: "Bộ trưởng Mạnh, tôi ít nhiều cũng có chút tự hiểu lấy mình. Con người của tôi trong quan trường có thể tính là dị loại, người thích tôi thì rất thích, người ghét tôi thì chính là hận thấu xương, anh nói đúng không?" Trong lòng Mạnh Khải Trí, thằng ôn này nói ra những lời này có thể là đang thử thái độ của mình, chẳng lẽ hắn đã nghe nói tới gì đó. Từ trong những lời này của Trương Dương còn toát ra một ý tứ bên trong thường ủy Bắc Cảng chắc có người ủng hộ hắn. Mạnh Khải Trí mỉm cười nói, tôi trước giờ luôn rất thưởng thức anh, thời gian anh tới Tân Hải tuy rằng không lâu, nhưng có thể tranh thủ khu bảo lưu thuế nhập khẩu tới Tân Hải, đủ để chứng minh năng lực chấp chính của anh, các lãnh đạo thành phố cũng đều rất thưởng thức anh. chương 1621 là một nhân vật một. Trương Dương nói, Bộ trưởng Mạnh, người trong lãnh đạo thành phố thưởng thức tôi chỉ sợ là rất ít, tôi thấy bọn họ ngay cả một chút tín nhiệm tôi cũng không có, cho nên mới phá ra tổ công tác của Ủy ban kỷ luật. Mạnh Khải Trí nói, chuyện này tôi hiểu rõ, thị lý phái ra tổ công tác Ủy ban kỷ luật mục đích là muốn giúp các anh mau chóng làm rõ chân tướng tử vong của Triệu Kim Khoa, không phải nhầm vào các anh. Trương Dương nói, có phải nhầm vào chúng tôi hay không thì trong lòng tôi biết rõ, Bộ trưởng Mạnh, chuyện tôi tính hóa đơn với tổ công tác ngài biết chưa? Mạnh Khải Trí bật cười ha ha, y lắc đầu nói chiêu thức ấy của cậu đã khiến ủy ban kỷ luật từ trên xuống dưới mặt xám mày cho trương dương nói thật ra ăn cơm ngủ nghỉ cũng không có gì lãnh đạo xuống dưới đơn vị hạ cấp chúng tôi chiêu đãi cũng là rất bình thường trong những năm này có ai mà không cần sĩ diện nhưng cũng phải là nể mặt nhau chứ tôi kính bọn họ một trưởng nhưng đám người này ngay cả một tấc cũng không nhường tôi mạnh khải trí cười nói nào có nghiêm trọng như vậy trương dương nói bộ trưởng mạnh tôi thấy con người anh phúc hậu, cảm thấy nói chuyện hợp với anh, hôm nay tôi nói thêm vài câu, anh nếu không muốn nghe thì tôi thôi không nói nữa. Mạnh Khải Trí nói, tôi thích cán bộ thẳng thắn thành khẩn như anh, giữa chúng ta vốn nên nói thoải mái mà. Trương Dương đã nói vậy, Mạnh Khải Trí đương nhiên không thể nói không nghe, và lại, y đã cảm nhận được rõ ràng thực lực chân chính của Trương Dương. Đối với thằng ôn này đã trở nên càng ngày càng coi trọng. Trương Dương nói, tôi ngay từ đầu đã cho rằng chuyện của Triệu Kim Khoa là sự vụ bên trong Tân Hải chúng tôi, tự Tân Hải chúng tôi có thể giải quyết được. Thường cấp phái tới tổ công tác là chuyện tốt, nếu bọn họ đơn thuần chỉ là để giám sát thì tôi cũng sẽ không có ý kiến lớn như vậy, nhưng sau khi bọn họ tới thay nhau tìm chúng tôi nói chuyện. Ảnh hưởng nghiêm trọng tới trật tự công tác bình thường của chúng tôi, đổi thành là anh, chiều đãi người ta ăn ngon uống ngon, kết quả người ta ngay cả một chút mặt mũi cũng không nể anh, lại còn nghĩ đủ trò dày vò anh, ghét bỏ anh, trong lòng anh cảm thấy thoải mái được ư. Mạnh Khải Chí cười cười, không nói gì, bởi vì y không tiện bình luận, dứt khoát chỉ làm người nghe. Trương Dương nói, tuy rằng mọi người đều nói phái tổ công tác tới là vì việc công, vì muốn tốt cho chúng tôi, nhưng trong lòng tôi hiểu rất rõ, đây là một loại thủ đoạn biểu đạt sự bất mãn đối với tôi của đồng chí Trần Cương. Mạnh Khải Chí nói, Trương Dương à, anh sao lại nghĩ như vậy? Trương Dương cười nói, em trai hắn Trần Khải trước đây đảm nhiệm chức Cục trưởng Cục Công an Tân Hải. Hắn cho rằng Trần Khải tạm rời cương vị công tác có quan hệ trực tiếp với tôi. Cho nên bởi vậy mà sinh ra cửu hận đối với tôi. Mạnh Khải Chí nói, Trương Dương, không phải tôi nói giúp cho bí thư Trần đâu, lòng dạ hắn không đến mức hẹp hòi như vậy. Tình huống chân thật Mạnh Khải Trí không rõ lắm, nhưng đứng trên lập trường của Bắc Cảng, y không thể không nói vài câu đỡ cho Trần Cương. Trương Dương nói: "Nhân phẩm của Trần Cương rốt cuộc là thế nào? Trong lòng tôi biết rõ, thời gian tôi tiến vào quan trường tuy rằng không lâu, nhưng tôi không sợ gây thù chuốc oán, kinh lịch trước đây của tôi đã chứng minh, kết cục của người đối địch với tôi không tốt được đâu." Mạnh Khải Trí có chút ngạc nhiên nhìn Trương Dương, bỗng nhiên ý thức được thằng ôn này hôm nay nói ra những lời này là có thâm ý, chẳng lẽ hắn muốn thông qua mình để nhắn nhủ cho Trần Cương, chính thức hạ chiến thư với Trần Cương ư? Trương Dương cười nói: "Bộ trưởng Mạnh tôi nói với anh một chuyện đại hỷ. Mạnh Khải Trí mỉm cười nói, hỷ sự gì vậy? Trương Dương nói, chuyện bỏ huyện lập thành phố của Tân Hải cuối cùng đã được xác định, mấy ngày nữa văn kiện chính thức sẽ được đưa xuống. Mạnh Khải Trí thật ra cũng nghe nói được một số tin tức, chỉ không thể xác định, hắn cười nói, nếu là thật, vậy thì phải chúc mừng anh rồi, đối với Tân Hải mà nói có thể nói là xong hỷ lâm môn, về sau bí thư huyện ủy anh sẽ thành bí thư thị ủy rồi. Trương Dương nói, chỉ là cách xưng hô thôi, địa phương được quản vẫn chỉ có chừng ấy, Bộ trưởng Mạnh, ngài nói thật lòng đi, anh cảm thấy năng lực của tôi thế nào? Trước mặt hắn, Mạnh Khải Chí đương nhiên không thể nói xấu hắn, cười nói, trong các cán bộ trẻ tuổi, cậu không nghi ngờ gì nữa là một trong những người nổi bật. Trương Dương cười nói, Bộ trưởng Mạnh cho rằng tôi và Trần Cương năng lực của ai càng mạnh hơn. Câu này hỏi khiến Mạnh Khải Chí ngứa ra, đây không phải là cho mình một nan đề ư? Có điều mạnh khải trí dù sao cũng là lão tướng chính trị kinh nghiệm đầy mình, y cười nói, lĩnh vực phụ trách của các anh bất đồng, cũng không phải là cán bộ cùng một thời, sao mà so sánh được. Trương đại quan nhân giảo hoạt nói, ngài là bộ trưởng tổ chức, tiến hành đánh giá nhận định về năng lực của cán bộ là thế mạnh của ngài, không sao mà, ở đây chỉ có hai chúng ta, tôi quyết không để lộ lời ngài nói ra ngoài đâu. Mạnh khải trí nghĩ thầm cậu đây là bước tôi phải tỏ rõ lập trường, trên mặt vẫn duy trì nụ cười khiêm tốn, tôi vẫn không tiện bình luận. Trương Dương nói, Bộ trưởng Mạnh, ngài nếu cảm thấy vấn đề này làm khó ngài, thì tôi hỏi câu khác vậy, nếu giữa hai người tôi và Trần Cương chọn lựa một vị thường ủy thị ủy, lá phiếu trong tay ngài sẽ bầu cho ai? Mạnh khải trí tuy rằng ngoài mặt thì thản nhiên, nhưng ở sâu trong lòng lại rất rung động, dã tâm của thằng cha này thật sự là quá lớn, có điều nghĩ lại, sau khi Tân Hải bỏ huyện lập thành phố chính thức được quyết định, hắn thân là bí thư thị ủy Tân Hải, lại có quyền quản lý thực tế khu bảo lưu thuế nhập khẩu đầu tiên của Bình Hải, quả thực có đủ điều kiện chen thân vào thường ủy thị ủy Bắc Cảng, hôm nay Trương Dương để lộ ra hai tin tức quan trọng với y, thứ nhất là hắn đã kiếm được vị trí thường ủy. Thứ hai, hắn đã coi Trần Cương là kẻ địch, muốn thông qua phương thức đá Trần Cương nhất đi để tiến vào ban lãnh đạo thành phố Bắc Cảng. Vấn đề của Trương Dương khiến không thể trả lời, tuy rằng y trong lòng hiểu rất rõ mình khẳng định sẽ bỏ phiếu cho Trương Dương, nhưng ở trước mặt Trương Dương y không dám nói như vậy, y vẫn còn cố kỵ Trương Dương. Trương Dương tựa hồ không chờ mong đáp án của y, mỉm cười nói, bộ trưởng mạnh, ngài không cần trả lời, thật ra cho dù ngài hiện tại không có chủ ý, nhưng tương lai khi giờ khác này đến, ngài nhất định sẽ chọn tôi. Mạnh khải trí cười nói, khẳng định như vậy ư, có lẽ tôi sẽ lựa chọn bỏ phiếu trắng. Trương Dương nói, thật ra ngài bỏ phiếu trắng hay là chọn ai thì cũng không ảnh hưởng tới kết quả cuối cùng, Mạnh Khải Trí bị sự cuồng vọng của thằng ôn này khiến cho khiếp sợ. Trương Đại Quan Nhân cười nói, chỉ đùa một chút thôi, ngài trăm ngàn lần đừng tưởng thật. Mạnh Khải Trí làm sao mà không coi là thật được, thằng ôn này xem ra tràn đầy lòng tin đối với việc mình sẽ tiến vào thường ủy Bắc Cảng, xem ra chính đàn Bắc Cảng lại không được yên rồi. Cái chết của Lý Vượng Cửu khiến chuyện hưng long hiệu trần ai lạc định, viên hiếu nông tựa hồ triệt để triệt để con mình, chuyện lần này đã kích rất lớn đối với hắn, hắn đã thu liếm hơn rất nhiều, nghiệp vụ thương mậu minh đức cũng thu nhỏ phạm vi. Sau khi trải qua chuyện này, Trương Dương cũng không đi tìm hắn gây phiền toái nữa, nhưng sự hận thù của viên hiếu nông đối với Trương Dương lại chỉ tăng không giảm. Viên hiếu thương trong sự kiện Hưng long hiệu cũng tổn thất thảm trọng, nhưng hắn khác với lão nhị, hắn không hận Trương Dương, hắn nhìn chuyện rất rõ, nếu không phải lão nhị chủ động trêu chọc Trương Dương thì sẽ không dẫn phát phiền toái Hưng long hiệu, phía sau sự kiện hưng long hiệu bị tra xét, còn có một đôi tay vô hình đang âm thầm thao túng. Viên Hiếu thương cho rằng giữa bọn họ và Trương Dương không hề có xung đột lợi ích chân chính, đối kháng đối với hai bên đều không có bất kỳ lợi ích gì, hắn nên mau chóng xoa dịu quan hệ với Trương Dương, muốn làm được điều này, nhất định phải thông qua người trung gian được lòng cả hai bên, Viên Hiếu thương sau khi thâm tư thuộc lự thì tìm tới Kỳ Sơn. Trừ lam sắc mị lực ra Viên Hiếu thương ở Bắc Cảng còn có không ít vật nghiệp, hắn và Kỳ Sơn quen biết khi hai người hợp tác trên phương diện thủy sản. Kỳ Sơn tuy rằng thực lực hùng hậu, nhưng ở đất Bắc Cảng này muốn sống yên phải tìm được một trợ lực kiên cường, cho nên hắn tìm tới viên hiếu thương, giữa hai người đã có giao tình nhiều năm. Bữa cơm này viên hiếu thương làm chủ, địa điểm ăn cơm là ở khách sạn Vương Miện Bắc Cảng, viên hiếu thương là cổ đông của nơi này. Hộp đêm lam sắc mị lực trong khách sạn Vương Miện là hộp đêm số 1 Bắc Cảng. Kỳ Sơn là người rất thông minh, trước khi mời Trương Dương ăn cơm, đã nói với hắn dành mạch tiền căn hậu quả của chuyện này, y bảo trương dương tự mình lựa chọn. so với để khi gặp mặt không vui, chẳng thà trước chuyện nói rõ hết ra, nguyện ý vứt bỏ hiểm khích với viên hiếu thương hay không, quyền chủ động vẫn giao cho phía trương dương. trương dương không hề suy nghĩ quá nhiều, hắn đáp ứng yêu cầu gặp mặt của viên hiếu thương. khi trương đại quan nhân đến khách sạn vương nguyệt, nhìn thấy kỳ sơn và viên hiếu thương đều đứng ngoài cửa khách sạn, hai người ăn mặc rất chỉnh tề, dày da tây trang chương 1622, là một nhân vật hai. Vết thương trên chân Trương Dương cơ bản đã khôi phục, có điều trong khoảng thời gian này hắn rất ít tự mình lái xe, bảo Chu Sơn Hổ đỗ xe ở cửa khách sạn, sau đó xua tay, bảo Chu Sơn Hổ đi trước. Kỳ Sơn bước nhanh lên đón, mặt mày tươi cười vươn tay ra, bí thư Trương, anh rất đúng giờ. Trương Dương cười cười, vươn tay ra bắt tay hắn. Viên Hiếu Thương đi tới, mỉm cười rất thân thiết. Kỳ Sơn giới thiệu viên hiếu thương với Trương Dương, vị này là viên hiếu thương, đại lão bản của Vương Miện, cũng là lão bằng hữu hợp tác nhiều năm của tôi, thuận tiện bổ sung thêm một câu, hắn còn là tứ đệ của viên cục trưởng công an Bắc Cảng. Viên hiếu thương cười nói, không cần giới thiệu tường tận như vậy, để lại ít lời cho tôi tự nói với. Hắn dùng hai tay bắt tay với Trương Dương, đây là một loại tôn trọng, viên hiếu thương nói, bí thư Trương, tôi đối với anh ngưỡng mộ đã lâu, sớm đã muốn kỳ sơn an bài cho chúng ta gặp mặt, viên hiếu thương hắn bận quá, vẫn chưa an bài cho tôi cơ hội này. Trương Dương cười nói, đều là người một nhà, lời khách sáo chúng ta không cần phải nói. Phòng viên hiếu thương an bài là thính Minh Châu, phòng không phải là lớn nhất trong vương miện nhưng lại là một gian thanh nhã nhất, bình thường gian phòng này không mở ra kinh doanh, chỉ để viên hiếu thương dùng để tiếp đãi tân khách quan trọng. Trương Dương liếc một cái liền thấy trên tường treo một bức thất bộ thi, lạc khoản không ngờ là của thiên chỉ tiên sinh, Trương Dương kinh ngạc là, bức tranh chữ này không ngờ là đồ thật. Viên Hiếu thương mỉm cười nói, bức tranh chữ này là tôi năm ngoái mua được từ cuộc bán đấu giá từ thiện di chỉ của thiên trì tiên sinh, tôi rất thích. Kỳ Sơn nói, thư pháp của bí thư trương được thiên trì tiên sinh tự mình chỉ điểm, cũng là tiêu chuẩn cấp đại sư. Tê lại nói với Trương Dương, Hiếu thương huynh cũng là cao thủ vũ văn lộng mặc, có cơ hội các anh luận bàn với nhau nhé. Trương Dương mỉm cười, trong lòng bỗng nhiên minh bạch, vì sao một bức tranh chữ chân quý như vậy đột nhiên xuất hiện trong phòng khách sạn xem ra viên hiếu thương vì lần gặp mặt này đã an bài khá tỉ mỉ nếu thật là như vậy người này có thể nói là tâm cơ thâm hậu không phải nhân vật tầm thường người thông minh làm việc nhìn thấu nhưng sẽ không vạch trần trương dương đánh giá rất cao chỉ số thông minh của kỳ sơn bằng hữu có thể khiến kỳ sơn ra mặt hỗ trợ chắc cũng không phải là nhân vật tầm thường so với viên hiếu nông viên hiếu thường rõ ràng chấn định hơn rất nhiều ấn tượng đầu tiên của một người rất quan trọng, cách nói năng và cử chỉ của viên hiếu thương đều để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc cho Trương Dương. Tuy rằng thời gian tiếp xúc không dài, nhưng Trương Dương cũng đã ý thức được viên hiếu thương so với nhị ca của hắn thì lão luyện lõi đời hắn rất nhiều, cách xử không nhất định có quan hệ trực tiếp tới tuổi tác của một người. Sau khi nhân viên phục vụ đưa đồ ăn lên, viên hiếu thương bảo nhân viên phục vụ mở mao đài mà y đã đặc biệt chuẩn bị. Kỳ Sơn rất ít uống rượu, y chỉ làm một chén rượu vang. Viên hiếu thương bảo nhân viên phục vụ rót đầy rượu cho Trương Dương trước tiên, mỉm cười nói, từ lâu đã nghe nói bí thư Trương Tử Lượng như biển, nhưng chưa có cơ hội luận bàn. Trương Dương nói, tạm tạm thôi, có điều tôi hiện tại ở những trường hợp xa lạ thì rất ít uống rượu. Viên hiếu thương nghe ra ẩn ý của Trương Dương, mỉm cười nói, một lần là hai lần quen, huống chi chúng ta đều là bằng hữu của Kỳ Sơn, đến chỗ tôi uống rượu, bí thư Trương cứ thả lỏng tâm tình. Kỳ Sơn cười nói, tử lượng của tôi không được, cũng không giỏi nói chuyện. Nhưng tôi cũng hai ba bằng hiếu ngồi cùng một chỗ uống rượu, nếu là vây quanh một cái bàn lớn, tôi khẳng định sẽ nhượng bộ lui binh." Viên Hiếu Thương nói, "Bản thân anh thích yên tĩnh, tôi thì thích nào nhiệt." Hắn cầm chén rượu lên đề xuất, "Bí thư Trương, chúng ta lần đầu gặp mặt, cùng làm một ly." Trương Dương cười cười gật đầu, uống một hơi cạn sạch rượu trong chén. Từ bốn món ăn rất tinh trí là có thể nhìn ra Viên Hiếu Thương rất dụng tâm khi chuẩn bị bữa cơm này. Viên hiếu thương bảo nhân viên phục vụ ra ngoài, hắn rót đầy chén rượu của hắn Trương Dương. Trong ba người ở đây viên hiếu thương là người lớn tuổi nhất. Có điều luận đến quan hàm, Trương Dương lại là người cao nhất, cho nên viên hiếu thương rót rượu cho Trương Dương cũng không tính là hạ thấp thân phận của hắn. Thân phận là một thứ gì đó cực kỳ kỳ quái, có thể cho khiến anh quên đi bối phận, có thể khiến anh bỏ qua tuổi tác. Viên hiếu thường rất nhanh khiến cho Trương Dương cảm thấy hắn không tầm thường, Tuy rằng Trương Dương không trực tiếp phát sinh xung đột với Viên Hiếu Thương, nhưng mâu thuẫn giữa Trương Dương và huynh đệ Viên gia, theo lý thì lần gặp mặt này hôm nay của vì bọn họ sẽ rất khó xử, nhưng Viên Hiếu Thương lại biểu hiện ra vẻ rất thản nhiên, hắn không hề lảng tránh vấn đề và mâu thuẫn, ngay từ đầu đã nhắc tới những khúc mắc từng phát sinh, Viên Hiếu Thương nói: "Bí thư Trương, chuyện giữa anh và nhị ca tôi cũng nghe nói." Trương Dương cười nói: "Chuyện đã qua rồi, ngay cả cơ quan công an cũng đã định án." Chuyện này chúng ta đừng nhắc lại nữa. Trương đại quan nhân trong hoàn cảnh chính trị phức tạp trước mắt, rất lý trí lựa chọn tạm thời gác lại những tranh chấp không quan trọng. Viên Hiếu Thương nói, chủ thuyền lý vượng cửu của Hưng Long Hiệu là bạn tốt của nhị ca tôi, năm đó khi hắn mua Hưng Long Hiệu, nhị ca tôi cho hắn mượn không ít tiền, cái chết của hắn lần này khiến nhị ca tôi rất thương tâm, Bí thư Trương, tôi biết trong lòng anh vẫn tồn tại rất nhiều nghi vấn, cái này cũng khó trách. Nếu tôi ở vị trí của anh, cũng sẽ nghĩ tới rất nhiều thứ, con người của tôi trước giờ đều rất thẳng thắn thành khẩn, bí thư Trương có nghi vấn gì thì cứ hỏi tôi, tôi có thể giải thích với anh. Trương Dương không khỏi nhìn Viên Hiếu Thương thêm một cái, hắn vốn cho rằng lần gặp mặt hôm nay Viên Hiếu Thương sẽ lảng tránh vấn đề này, nhưng không ngờ hắn lại chủ động nhắc tới. Thằng cha này rốt cuộc là lòng dạ rộng rãi hay là đang chơi nghi trận Trương Dương, Trương Dương nói, tiền căn hậu quả của chuyện này tôi đã giải thích với viên cục rồi, có lẽ tồn tại hiểu lầm rất lớn viên hiếu thương nói đại ca của tôi chưa nói với tôi hắn cười nói tình cảm của năm huynh đệ chúng tôi rất tốt nếu không có đại ca thì cũng không có chúng tôi hôm nay trương dương nói viên tổng làm sinh ý gì viên hiếu thương nói chỉ cần là có lợi nhuận thì tôi sẽ làm tất cả kỳ sơn chêm thêm một câu rất đúng lúc hiếu thương huynh thật sự là bản tính thương nhân trương đại quan nhân nói chuyện cũng không khách khí tuy rằng trên mặt vẫn cười bao gồm cả chuyện phạm pháp ư nếu đổi thành viên hiếu nông, chỉ sợ hắn đã sớm vỗ bàn nổi giận, Viên Hiếu Thương biểu hiện ra hàm dưỡng cực cao của hắn một cách đầy đủ, nụ cười vẫn không thay đổi, bí thư Trương chắc là không hiểu tôi rồi, tôi từng ngồi tù, vào đầu những năm 80, tôi bởi vì buôn lậu xe máy mà bị bắt, giáo dục lao động 2 năm ở nông trường Hồ Tây, bắt đầu từ lúc đó tôi đã chân chính lĩnh giáo được sự uy nghiêm của pháp luật. Trương Dương tuy rằng không biết Viên Hiếu Thương, nhưng rất thích khi nghe hắn thẳng thắn nói về quá khứ của mình. Trương Dương nói, Viên tổng đúng là không tầm thường, đổi thành người khác, chưa chắc đã nói ra loại chuyện không vinh quang gì này. Viên Hiếu Thương nói, chuyện phát sinh trên người mình, bất kể vinh quang hay không thì cũng phải đối mặt, nếu một người ngay cả bản thân mình cũng không dám đối mặt vậy thì làm gì có dũng khí đi đối diện với thế giới hiện tại. Trương đại quan nhân bởi vì những lời này của Viên Hiếu Thương mà bưng chén rượu lên, tôi kính anh. Vì sự thẳng thắn thành khẩn của anh. Viên Hiếu Thường cầm chén rượu lên chạm với Trương Dương, Kỳ Sơn cũng cầm cốc rượu vang của y lên. Uống xong rượu này, Viên Hiếu Thường lại rót đầy một chén khá cho Trương Dương, vẻ mặt của hắn rất tự nhiên, không có bất kỳ thần thái a rua nịnh hót nào, hắn tạo cho khiến cho người ta cảm giác thủy chung bình tĩnh như một. Nhân viên phục vụ bắt đầu mang đồ ăn nóng lên, Viên Hiếu Thường mời khách nhân dùng bữa. Trương Dương nói, "Viên tổng sau khi ra tù thì còn làm chuyện gì trái pháp luật không?" Ngay cả Kỳ Sơn cũng thấy câu hỏi của Trương Dương có chút vô lễ, nhưng viên hiếu thương cũng không ngại. Hắn nói khẽ cuộc sống giáo dục lao động trong hai năm khiến tôi hiểu ra rất nhiều điều. Nếu tôi không đi làm ăn, tôi có thể trở thành một luật sư giỏi. Kỳ Sơn nói, Hiếu Thương Huynh nói rất đúng, hắn tự học chương trình học pháp luật, hiện tại đã lấy được giấy phép luật sư rồi. Trương Dương đối với viên Hiếu Thương thực sự có chút bất ngờ. Viên Hiếu Thương nói, tôi thừa nhận mục đích tôi nghiên cứu pháp luật không phải để tuân theo pháp luật, mà để lách luật, luôn luôn có những góc mà ánh mặt trời không chiếu tới, thường thường ở những góc như thế này mới tồi tại tài phú kinh người. Trường đại quan nhân có chút hứng thú nhìn viên hiếu thương, viên tổng, anh chẳng lẽ không nhận thức được mình đang nói ra sự tâm đắc phạm tội của mình với một cán bộ quốc gia ư? Viên hiếu thương cười nói, tôi cũng không phạm tội, từ sau khi ra khỏi nông trường cải tạo lao động, tôi đã thề, cả đời này sẽ không bao giờ trở lại loại địa phương này nữa, cho nên tôi không làm trái pháp luật, hiện tại mỗi một sinh ý của tôi đều là được pháp luật cho phép. Trương 1623 là một nhân vật ba. Trương Dương nói, tôi nghe nói Lam Sắc Mị Lực là chỗ ăn chơi số một Bắc Cảng. Viên Hiếu Thương mỉm cười nói, bí thư Trương là muốn nói tới nơi sắc tình ư. Trương Đại Quan Nhân thực sự có chút bội phục sự thẳng thắn của thằng cha này. Viên Hiếu Thương nói, tôi không liên quan tới việc kinh doanh của Lam Sắc Mị Lực, bao gồm cả Thiên Nhai, đều là người khác thuê địa bàn của tôi để kinh doanh, bọn họ làm gì tôi không hỏi tới, có hành vi trái pháp luật hay không thì cũng không liên can tới tôi. Rất nhiều người đồn đại hai nơi này đều là sản nghiệp của tôi, thật ra là nghe nhầm đồn bậy thôi. Nói tới đây hắn cười nói, con điều, nếu bí thư trương có hứng thú tới chơi thì tôi có quyền ký đơn. Trương Dương cười nói, viên tổng thật sự là rất lợi hại, Viên Hiếu thương thẳng thắn nói, Bí Thư Trương, tôi lần này mời anh tới đây, chủ yếu là là muốn làm quen với anh, chuyện đã xảy ra, điểm đáng ngờ tồn tại, không phải ăn bữa cơm nói mấy câu là có thể giải thích rõ. Bất kể tôi nói thế nào, cũng không thể khiến anh lần đầu gặp mặt đã tin tôi là một người tốt, nhưng tôi tuyệt đối không phải là người xấu. Kỳ Sơn cười nói, Hiếu Thương Huynh, chúng ta không cần phải tự quảng cáo dùm beng như vậy. Viên hiếu thương cười nói, tôi chỉ cố gắng biểu đạt một bản thân trung thực thôi. Hắn cầm chén rượu lên nói với Trương Dương, không nói về tôi nữa, nói nữa là thành mèo khen mèo dài đuôi. Trương Dương mỉm cười nói, tôi nghe hiểu ý tứ của viên tổng rồi, anh là muốn nói cho tôi biết, anh không có bất kỳ ác ý gì với tôi. Viên hiếu thường uống cạn chén rượu đó trước, bí thư Trương thật sự là khoái nhân khoái ngữ. Trương Dương nói, anh cũng rất sảng khoái, nói chuyện với người sảng khoái luôn rất khoái trá, Hy vọng chúng ta về sau ở chung cũng có thể khoái trá giống như hôm nay." Viên Hiếu Thương gật đầu nói, "Nhất định rồi, tuy rằng giữa Bí thư Trương và nhị ca của của tôi ngay từ đầu đã xảy ra chút khúc mắc, nhưng tôi tin tất cả khúc mắc sẽ qua đi, về sau chỉ còn lại những ký ức khoái trá." Kỳ Sơn nói, "Giữa tôi và Bí thư Trương lúc ban đầu tiếp xúc cũng bắt đầu từ khúc mắc." Nói tới đây, Kỳ Sơn lộ ra vẻ có chút thương cảm, hắn nhớ tới huynh đệ Kỳ Phong đã chết của mình. Lúc trước chính là vì Kỳ Phong trở mặt với Trương Dương, hắn và Trương Dương mới quen nhau, thời quá cảnh thiên, hắn và Trương Dương tuy rằng không trở thành bằng hữu thành thật với nhau, nhưng bọn họ cũng tuyệt đối không phải là kẻ địch. Kỳ Sơn trước chuyện đã tìm hiểu ân oán giữa huynh đệ viên gia và Trương Dương, nếu không thì y cũng cũng sẽ không mù quáng mà tới đây đảm đương vai người trung gian hòa giải. Trương Dương mỉm cười nói, có câu thường nói, không đánh không quen nhau, lúc ban đầu đi qua được con đường khó đi rồi Đường về sau chắc sẽ bằng phẳng hơn. Những lời này của Trương Dương khiến Kỳ Sơn cảm thấy ngạc nhiên không thôi, với sự nhận thức của y đối với Trương Dương, thằng cha này trước giờ không phải là người dễ nói chuyện như vậy, Kỳ Sơn cũng không tin mình có mặt mũi lớn như vậy, y lập tức ý thức được, bất kể là Viên Hiếu Thương hay là Trương Dương, bọn họ nhìn thì thẳng thắn thành khẩn, nhưng sau lưng đều tràn ngập cảnh giác lẫn nhau, sở dĩ có thể đạt được hòa hợp êm thấm, là bởi vì bọn họ hiện tại cũng không muốn mâu thuẫn trở nên gay gắt hơn. Trương đại quan nhân ăn thử một miếng cơm vây cá, khen không dứt miệng, cơm này tôi từng ăn qua loại chính tông nhất rồi. Viên Hiếu Thương nói, bếp trưởng của Vương Miện được mời đến từ Cửu Long Việt Hải Các, món ăn Quảng Đông sở trường còn có rất nhiều, bí thư Trương có muốn thử chút gì nữa không? Trương Dương mỉm cười nói, no rồi, gọi thêm thì lãng phí, đúng rồi, Viên tổng ở Bắc Cảng nhiều năm như vậy, đối với chuyện của các phương diện chắc là quen thuộc hơn tôi viên hiếu thương nói bí thư trương cần tôi hỗ trợ gì ư trương dương nói thật sự có chút khó mở miệng hắn cầm khăn tay lau miệng nói anh chắc biết chiếc mercedes việt giã tôi tìm được ở hưng long hiệu viên hiếu thương gật đầu nói đương nhiên biết tôi nghe nói chiếc xe đó lại mất rồi trương dương nói chính là chuyện này quan hệ của anh ở bắc cảng rộng hơn tôi nhiều đại ca anh lại là cục trưởng công an bắc cảng cho nên tôi muốn viên hiếu thương lập tức minh bạch ý tứ của trương dương anh muốn tôi giúp anh tìm về chiếc xe đó trương dương nói không sai tôi vẫn luôn lấy làm lạ rốt cuộc là người nào lá gan lớn như vậy không ngờ liên tiếp chọc lên đầu tôi viên hiếu thương nói thật ra tôi cũng rất muốn tìm thấy người này bí thư trương tôi luôn cảm thấy người trộm xe của anh chính là người chế tạo mâu thuẫn giữ chúng ta trương dương mỉm cười nói có thể là nhị ca của anh đắc tội với người nào đó các anh tìm ra người này chắc dễ hơn tôi nhiều." Viên Hiếu Thương nhìn Trương Dương, hắn bật cười, "Bí thư Trương cũng có thể là cửu nhân của anh." Trương Dương ý vị thâm trường nói, "Nếu thực sự có người này tồn tại, như vậy hắn hiện tại là kẻ địch chung của chúng ta." Sau khi ăn xong, Viên Hiếu Thương đề xuất mời Trương Dương tới Thiên Nhai thả lỏng một chút, hắn vốn cho rằng Trương Dương sẽ cự tuyệt, nhưng không ngờ Trương đại quan nhân lại vui vẻ đồng ý. Trương Đại Quan Nhân không phải là lần đầu tiên tới phố thiên, từ lúc hắn mới tới Tân Hải Thượng Nghiệp, hắn đã cùng đám bạn Lương Thành Long tới nơi này. Trong ấn tượng của hắn, phố thiên trừ rượu giá trên trời ra thì chính là nơi này gần như có đội ngũ tiểu thư Liên Hiệp Quốc, Trương Đại Quan Nhân kiến thức rộng rãi, nếu nói nơi này không phải là tụ điểm mại dâm thì đánh chết hắn cũng không tin. Có viên hiếu thương đi cùng, tất nhiên không cần phải làm thẻ hội viên 10 vạn. Viên hiếu thương an bài phòng xếp tổng thống, phòng tổng thống chỉ là cách nói nội bộ của họ. Chỉ từ trang hoàng bên trong có thể phán đoán, phòng này so với phòng 8888 mà lần trước Lương Thành Long dẫn bọn họ tới thì cấp bậc còn cao hơn, không nói tới nhân phẩm của người này thì hắn ra tay vẫn khá là rộng rãi. Viên Hiếu thương lặng lẽ quan sát Trương Dương, phát hiện thằng cha này không hề có bất kỳ biểu hiện không tự nhiên nào. Viên Hiếu thương thầm nghĩ, chẳng lẽ vị bí thư trương này vĩnh viễn không dính dầu mở chỉ là biểu hiện bên ngoài hôm nay phải thử hắn một chút tổng giám đốc trần thanh hồng của thiên nhai mang theo nụ cười mê ngoài bước vào trong phòng cô ta mỉm cười nói viên tổng ngọn gió nào thổi ngài tới đây vậy anh đã rất lâu rồi không tới thăm nơi này viên hiếu thương thản nhiên cười cười hắn giới thiệu trương dương và kỳ sơn trần thanh hồng tổng giám đốc thiên nhai bạn tốt của tôi hắn lại nói với trần thanh hồng hai vị này là bằng hữu của tôi trần thanh hồng mỉm cười vươn tay về phía kỳ sơn và trương dương khi ánh mắt của cô ta lướt qua mặt Trương Dương, rõ ràng là dừng lại một chút. Tuy rằng chỉ là một biểu hiện rất nhỏ, nhưng Trương Đại Quan Nhân đã đoán Trần Thanh Hồng 89 phần 10 là nhận ra mình. Viên Hiếu thương nói, tôi vào toilet đã. Kỳ Sơn cũng đứng dậy đi theo, toilet ở ngay trong phòng, đóng cửa phòng. Viên Hiếu thương nói khẽ, hắn rốt cuộc là người như thế nào? Kỳ Sơn mỉm cười nói, giống như anh vậy, người trong tà phái. Làm việc không theo lẽ thường. Viên hiếu thương nói, hắn thích gì? Kỳ Sơn mỉm cười nói, người ta ở trên đời thích rất nhiều thứ. Nhưng thứ chân chính có thể đả động anh lại rất ít. Viên hiếu thương nheo mắt lại, lặng lặng nghiền ngẫm những lời này của Kỳ Sơn. Trần Thanh Hồng đưa một cốc trà xanh tới trước mặt Trương Dương. Sau đó mỉm cười nói, Trương Tiên Sinh bình thường thích gì? Trương Đại Quan Nhân cho rằng cô ta là đang thử khẩu vị của mình, hắn cười nói, vận động trên mặt Trần Thanh Hồng phủ lên một tầng ngượng ngùng, vẻ mặt của cô ta khiến ý thức được những lời này của mình có thể đã khiến cô ta hiểu lầm. Có điều Trương Dương cũng không tin sự của Trần Thanh Hồng xuất phát từ nội tâm, Thiên Nhai là địa phương nào chứ, thân là quản lý của Thiên Nhai, Trần Thanh Hồng có trường hợp gì mà chưa trải qua. Từ trên người của cô ta căn bản không nhìn ra nửa phần hương vị phong trần, nếu không phải gặp cô ta ở đây, Trương Dương khẳng định sẽ cảm thấy cô ta là vị mỹ nhân xinh đẹp thông minh, trên thực tế nhìn khuôn mặt thanh tú của Trần Thanh Hồng, Trương Đại Quan Nhân bỗng nhiên nhớ tới chủ chứa thanh lâu thời đại tùy, thời đại thay đổi, hiện tại ngay cả chủ chứa cũng đổi sang chơi trò thanh thuần. Trần Thanh Hồng đương nhiên không đoán được Trương Dương hiện tại rốt cuộc đang nghĩ gì, cô ta nói khẽ vận động gì hả? À? Trương Đại Quan Nhân nói, nhiều lắm, một bàn tay cũng không đếm hết được đâu. Giọng nói của viên hiếu thương vang lên, Thanh Hồng, an bài để các vị tiểu thư tiếp hai vị khách quý giúp tôi. Trần Thanh Hồng gật đầu, cô ta đứng dậy đi ra ngoài. Viên hiếu thương ngồi xuống bên cạnh Trương Dương, Trương Tiên Sinh yên tâm, tôi làm việc có chừng mực. Trương Dương cười nói, tôi cũng có chừng mực, viên tổng, tôi nghe nói đại nhân vật lớn bình thường tới chơi không ít, rốt cuộc có có chuyện này hay không? Viên hiếu thương bật cười ha ha, hắn nói khẽ, bất kỳ sự tồn tại của hiện tượng nào cũng đều có lý do của nó, tôi không dám bình phán sinh ý của người khác tôi tôi không phải người trong quan trường. Tôi cũng không biết rất nhiều chuyện trong quan trường, Hôm nay cũng không có người ngoài, tôi nói chuyện cũng không thích giấu giếm, đối với ngành mại dâm, tôi thủy chung có một cách nhìn bất đồng, con người ta ai cũng cần ăn cần tình dục, thiên tính của con người sai khiến, bởi vì anh muốn ăn cơm, cho nên xuất hiện nhà hàng lớn nhỏ. Kỳ thật người ta còn có những nhu cầu khác nữa. Kỳ Sơn cười nói, anh lại muốn đẩy mạnh lý luận hợp pháp hóa mại dâm của anh rồi, anh cũng phải hiểu, chế độ xã hội của chúng ta là gì, loại chuyện này tuyệt đối không được phép chương 1624, là một nhân vật bốn. Viên Hiếu thương nói, bản thân tôi không làm sinh ý ở phương diện này, nhưng tôi luôn cảm thấy, sự nguy hại của gái giang hồ tự do còn lơn xôn, không bằng quản lý chính quy, một là có thể quy phạm thị trường, thứ hai là có thể thu hoạch được một khoản thu nhập từ thuế khả quan, các anh nói xem đúng không? Trương Dương nói, theo như lời anh nói, mại dâm, đánh bạc, hút ma túy đều nên hợp pháp hóa, như vậy pháp chế của chúng ta lấy cái gì ra mà cân nhắc tiêu chuẩn chính nghĩa và tội phạm còn giới hạn nào nữa mà phân chia viên hiếu thương cười nói tôi chỉ nói vậy thôi quan điểm cá nhân ấy mà kỳ sơn cười nói cho nên mới nói anh vĩnh viễn là làm được quan trần thanh hồng đi rồi quay lại cô ta dẫn tới ba nữ lang xinh đẹp xuất chúng một trong số đó không ngờ là ngôi sao ca nhạc đới lâm cũng có chút danh tiếng tại giới ca hát trong nước trần thanh hồng mỉm cười nói ba vị này đều là khách quý mà chúng tôi mời đến biểu diễn. Hôm nay là bằng hữu của viên tổng tới đây, cho nên tôi đặc biệt mời họ tới đây biểu diễn. Kỳ Sơn chỉ chỉ sang phía bên cạnh, viên hiếu thường chỉ chỉ sang bên trái, hai người cố ý để lại cho đới lâm ở giữa cho Trương Đại Quan Nhân. Trương Đại Quan Nhân khi lần đầu nhìn thấy đới lâm đã thấy quen mắt, nhìn kỹ lại mới phát hiện bộ dạng của đới lâm không ngờ có vài phần tương tự với tả hiểu tình, ít nhiều khiến Trương Đại Quan Nhân nhớ lại chuyện cũ trần thanh hồng thì thầm vài câu với đới lâm đới lâm cười e lệ tới ngồi xuống bên cạnh trương dương trương đại quan nhân ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt trên người cô ta rất dễ chịu nhìn từ bên cạnh thì đới lâm và tả hiểu tình vẫn khác biệt rất lớn trên người tả hiểu tình không tìm thấy vẻ quyến rũ và bình tĩnh của đới lâm có lẽ cái này có liên quan tới thân phận ca sĩ của đới lâm cô ta thường xuyên phải đối mặt với người xem tâm tính so với những cô gái bình thường cũng mạnh hơn rất nhiều đới lâm cầm chén rượu trước mặt trương dương rồi đưa cho hắn làm quen một chút nhé tôi tên là đới lâm trương dương cười nói trước đây tôi đã từng nghe cô hát không tồi đới lâm nói hát bài gì trương đại quan nhân gãi gãi đầu nói trong nhất thời nghĩ không ra kỳ sơn nói người yêu em thương em nhiều nhất trương đại quan nhân nói đúng rồi hình như là bài này đới lâm cười nói tôi nếu không thì anh trước giờ chưa từng nghe qua Viên Hiếu Thương nói, hát một bài đi. Đới Lâm cầm rượu vang lên chạm cốc với Trương Dương, nhấp một ngụm rượu vang rồi bỏ xuống, đứng dậy đi về phía bục hát. Dưới ánh đen, tiếng nhạc chậm rãi vang lên. Đới Lâm là giọng nữ chắn điển hình, giọng hát khàn khàn trầm thấp, tràn ngập khuynh hướng cảm xúc ý vị sâu xa. Trương Đại Quan Nhân vốn cho rằng Đới Lâm chỉ là một ca sĩ tầm thường, nhưng nghe thấy tiếng ca của cô ta thì cũng không khỏi có chút kinh diễm thật sự là có chút kỳ quái nữ tử có giọng hát như vậy vì sao phải lăn lộn ở nơi phong nguyệt như thế này trương đại quan nhân định nghĩa về thiên nhai như thế này hắn có thể kết luận bất kể viên hiếu thương thổ lộ với mình như thế nào giữa thiên nhai và viên hiếu thương tất nhiên tồn tại liên minh lợi ích không thể phân tách có lẽ viên hiếu thương chính là hậu trường của thiên nhai thiên nhai sở dĩ có thể trở thành hộp đêm số một bắc cảng sau lưng khẳng định có ngọn núi lớn làm chỗ dựa viên hiếu công thân là cục trưởng công an bắc cảng không nghi ngờ gì nữa chính là ngọn núi lớn nhất sau khi đới lâm hát xong mọi người cùng nhau vỗ tay cô ta cười khúc khích quay lại bên cạnh trương dương trương dương bưng chén rượu vang đó của cô ta lên đưa cho cô ta hai người chạm cốc đều uống một ngụm đới lâm nói như thế nào trương dương nói âm thanh của tự nhiên câu tán thưởng này thật ra không khoa trương đới lâm cười nói nếu gặp tri âm thì có lẽ có thể coi là tạm được Trương đại quan nhân cười nói, cô đang nói tôi đàn gảy tai châu. Đới lâm bật cười khanh khách. Lúc này từ ngoài cửa một nhân viên phục vụ dáng người yểu điệu đi vào, cô ta mang một đĩa trái cây tới, đới lâm bảo cô ta rót rượu, khi cô gái đó rót, có lẽ là vì lúng túng, chén rượu không ngờ bị cô ta làm đổ, rượu màu đỏ đổ lên váy đới lâm, đới lâm kinh hô nhảy dựng lên, cô ta nhìn rượu trên người, lập tức thẹn quá hóa giận, giọng the thế nói, cô có mắt không hả? Cô gái đó tràn ngập sợ hãi nói, xin lỗi, tôi không cẩn thận. Đới lâm cầm chén rượu lên tựa hồ muốn hắt lại thì bị Trương Dương tóm lấy cổ tay thôi bỏ đi. Nghe nói bên trong xảy ra chuyện, Trần Thanh Hồng vội vàng chạy vào, nhìn thấy nữ chiêu đãi viên đó cô ta cũng lắp bắp kinh hãi, tôi không phải bảo lộ lộ tới ư. Cô, cô gái đó cúi đầu, sợ hãi nói, lộ lộ đột nhiên đau bụng, cho nên tôi tới thay. Xin lỗi, tôi là ngày đầu tiên đi làm, trần thanh hồng nói cô về sau cũng không cần đi làm nữa một thanh âm nói cô gái này không tồi để cô ta lại tiếp tôi tất cả mọi người không ngờ người lên tiếng là trương dương viên hiếu thường có chút kinh ngạc nhìn trương dương lập tức ánh mắt hắn hướng tới nữ nhân viên phục vụ đó cô gái đó cúi đầu tuy rằng không nhìn rõ bộ dạng của cô ta có điều vẫn có thể thấy được dáng người của cô ta không tồi đới lâm nghe thấy trương dương nói như vậy lập tức giống như bị vũ nhục cô ta đứng dậy bước đi thậm chí ngay cả cáo từ cũng không nói một tiếng trần thanh hồng nói với cô gái đó cô ngẩng đầu lên cô gái đó ngẩng đầu trên mặt tràn ngập vẻ sợ hãi tuy rằng trên mặt cô ta không trang điểm nhưng khuôn mặt thanh tú tuyệt luân của cô ta vẫn khiến mọi người rung động hơn nữa trên mặt cô ta mang vẻ đáng thương thực sự khiến cho người ta bất giác nổi lên lòng thương xót kỳ sơn và viên hiếu thương liếc mắt nhìn nhau hai người tuy rằng không nói gì nhưng từ trong ánh mắt của đối phương đều nhìn thấy được sự tán thưởng ánh mắt của trương dương độc thật một cô bé xinh đẹp như vậy vừa xuất hiện đã bị hắn nhìn chúng không sợ không nhận hàng chỉ sợ so sánh hàng với hàng lấy cô gái này so sánh với đới lâm quả nhiên là một người trên trời một người dưới đất trần thanh hồng nói cô là cô gái đó mắt ngấn lệ gật đầu đừng đuổi tôi mà tôi là ngày đầu tiên tới đây về sau tôi sẽ làm việc thật tốt nhà tôi đang cần tiền cầu xin chị trần thanh hồng nói cô tên là gì Cô gái đó nói, bối bối. Khi cô ta nói ra tên mình, Trương Đại Quan Nhân hiện lên ánh mắt ý vị sâu xa. Trần Thanh Hồng nói, với sai lầm của cô, khẳng định không thể giữ cô lại được, nhưng Trương Tiên Sinh đã nói đỡ cho cô thì tôi sẽ tạm tha cho cô lần này. Cảm ơn quản lý. Trần Thanh Hồng nói, không cần cảm ơn tôi, cô chào Trương Tiên Sinh đi. Cô ta nhìn nhìn Trương Dương, nghĩ thầm khẩu vị của hắn thật đúng là độc đáo, có điều ánh mắt này rất độc, Cô gái tên là Bối Bối này quả không tồi, mặc dù là đặt ở bên trong Thiên Nhai cũng nổi tiếng, có điều vừa nhìn đã biết là mới vào đời, phương diện phong tình còn kém lắm. Bối Bối cúi đầu, khép nép tới bên cạnh Trương Dương rồi ngồi xuống, cô ta rót rượu cho đám người Trương Dương, Trương đại quan nhân cũng không khách khí, không ngờ vươn tay ra, ôm lấy eo nhỏ của cô gái, Bối Bối kháng cự ưỡn người, nói: "Tiên sinh, xin lỗi. Tôi, tôi chỉ phụ trách rót rượu." Trương đại quan nhân ghé tới, ghé vào tai cô ta, dùng truyền âm nhập mật nói, tăng bối bối, đừng có giả vờ với tôi, cô theo tôi đã bao lâu rồi. Thì ra nữ triều đãi viên này chính là tăng bối bối giả dạng. Không ai biết Trương Dương và tăng bối bối đã quen nhau từ trước. Tăng bối bối nhìn lướt qua mặt Trương Dương, trên mặt lộ ra nụ cười bướng bỉnh, lè lưỡi rồi lại lập tức giả bộ bộ dạng điềm đạm đáng yên, cầm chén rượu lên nói tiên sinh. Tôi kính anh, chén rượu này rót đầy ú ụ. Trương Dương cười nói, không thể để mình tôi uống được. Hay là thế này đi, tôi uống một nửa, cô uống một nửa. Tang bối bối đỏ mặt nói, tôi không biết uống rượu. Trương Dương nói, không biết uống thì có thể từ từ học, nữ hài tử có rất nhiều thứ cần phải học. Viên Hiếu thường phát hiện từ sau khi nữ triều đãi viên tên là bối bối xuất hiện, Trương Dương này sinh hứng thú đối với cô ta, chẳng những liên tiếp uống rượu, hơn nữa hứng thú tăng vọt. Viên Hiếu thương lưu ý thấy tay thằng cha này cũng không nhàn rỗi, thỉnh thoảng lại ôm eo bối bối, có cơ hội còn sờ mông cô ta, có điều cô gái đó hiển nhiên chưa từng trải qua loại trường hợp này, lộ ra vẻ sợ hãi bất lực, ngay cả viên hiếu thương nhìn thấy cũng có chút không đành lòng, thằng cha này cũng không phải là liễu hạ huệ. Gặp gái khiến hắn động lòng là liền dở cho. Khi đi, trương đại quan nhân còn khẳng khái bâu cho tang bối bối một ngàn đồng. Viên hiếu thương nhìn ra trương dương có ý tứ đối với cô ta, có thể là ngại thân phận của mì cho nên không dám có hành động quá mức. Trước khi đi, Trương Dương gọi viên hiếu thương sang một bên, nói khẽ cô gái này không tồi, đừng để cho người ngoài khi dễ cô ta. Viên hiếu thương cười nói, anh yên tâm, tôi sẽ bảo người chiếu cố cho cô ta. Trương Dương gật đầu vỗ 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 vai viên hiếu thương, nói anh rất tốt, sau này có cơ hội chúng ta sẽ thường xuyên liên lạc. Viên Hiếu Thương và Trần Thanh Hồng cùng nhau đưa bọn Trương Dương tới cửa thang máy. Sau khi Trương Dương rời đi, Trần Thanh Hồng nói với Viên Hiếu Thương, người này không phải là bí thư huyện ủy Tân Hải ư. Viên Hiếu thương lạnh lùng cười nói, chuyện cô quan tâm càng lúc càng nhiều đấy. Trần Thanh Hồng có chút u oán nhìn hắn một cái, người ta quan tâm anh thôi mà. Viên Hiếu thương nói, cha thử lai lịch của cô gái tên là Bối Bối vừa rồi, Trương Dương hình như đã nhìn chúng cô ta, an bài công việc nhẹ nhàng cho cô ta, đừng để người khác có chú ý với cô ta. Trần Thanh Hồng nói, một nữ chiêu đãi viên thôi mà, khẩu vị của hắn cũng kỳ quái thật. Viên Hiếu Thương nói, chẳng lẽ cô không cảm thấy cô gái đó rất xinh đẹp ư? Trần Thanh Hồng nói, hắn nếu đã thật lòng thích thì sao không đề xuất yêu cầu? Viên Hiếu Thương nói, thân phận của hắn gì chứ? Hơn nữa, hắn vẫn còn thiếu tín nhiệm đối với tôi. Trường 1625, giữa quan và thương một. Kỳ Sơn và Trương Dương cùng nhau tới bãi đỗ xe, Kỳ Sơn chỉ chỉ vào ô tô của mình, nói tôi đưa anh. Trương Dương cười nói, không cần, anh sống ở vương miện mà, tẹo nữa tôi bảo lái xe tới đón tôi, đúng rồi, chúng ta đi dạo chút đi, tôi muốn hỏi anh mấy câu. Kỳ Sơn gật đầu, có một số lời tốt nhất vẫn phải nói rõ ràng. Hai người rời khỏi vương miện, đi về phía đường lớn của Tân Hải, dọc theo đường lớn đi về phía nam, Kỳ Sơn nói, tôi và Viên Hiếu thương hợp tác sinh ý thủy sản, quan hệ luôn rất tốt, hắn biết giao tình của chúng ta, cho nên đề xuất muốn tôi an bài cho các anh gặp mặt. Trương Dương mỉm cười nói, Viên Hiếu Thương này rất không đơn giản. Kỳ Sơn nói, rất thông minh, rất có đầu óc làm ăn, nhưng làm việc cũng rất nguyên tắc, trong năm huynh đệ bọn họ thì Viên Hiếu Thương là người thành công nhất trong kinh thương. Trương Dương nói, tôi đã gặp ba người còn lại, Viên Hiếu Thương này lưu lại ấn tượng sâu nhất cho tôi, hắn so với nhị ca của hắn thì khôn khéo hơn nhiều. Kỳ Sơn nói, chuyện giữa các anh tôi cũng nghe nói, Viên Hiếu Thương cũng không muốn làm kẻ địch với anh. Nói tới đây Kỳ Sơn không nhịn được liền bật cười, thật ra chuyện giữa các anh không tới lượt tôi chen vào. Trương Dương cười nói, anh đã xen vào rồi. Kỳ Sơn nói, tôi rất ít làm người trung gian. Trương Dương đứng ở cạnh lan can, nhìn mặt biển bị màn đêm bao phủ ở phương xa, nghe từng đợt tiếng sóng, mỉm cười nói, thật ra trong lòng tôi rất minh bạch, Viên Hiếu Nông không muốn chọc vào tôi, sau lưng nhất định có người đang xúi giục, muốn khơi mào mâu thuẫn giữa tôi và mấy huynh đệ Viên gia. Kỳ Sơn nói, với tầm mắt của anh thì không thể không nhìn rõ chuyện này. Trương Dương nói, đầu óc của viên hiếu nông không linh hoạt, nhưng viên hiếu thương này rất lợi hại, tạo cho tôi cảm giác rất tà, hắn đối với nghiên cứu pháp luật có phải rất kỹ không? Kỳ Sơn gật đầu nói, tôi tuyệt đối không khoa trương, hắn nếu như đi làm luật sư thì nhất định sẽ rất xuất sắc. Trương Dương nói, thiên nhai có phải của hắn không? Kỳ Sơn cười nói, tôi không biết, thật ra một người có năng lực nắm trong tay mạch máu xí nghiệp, xí nghiệp này lấy tên hắn hay không cũng không quan trọng trương dương bật cười ha ha kỳ sơn tôi bỗng nhiên phát hiện trên đời này không chỉ có anh là người thông minh kỳ sơn ý vị thâm trường nói người thông minh đều sẽ không lựa chọn đấu với anh trương dương nói sai người thông minh sẽ không lựa chọn đối kháng với pháp luật và quốc gia kỳ sơn nói quy tắc trên quan trường thì tôi không hiểu nhưng trong buôn bán cũng có nguyên tắc phiêu lưu càng lớn thì lợi nhuận càng lớn cho nên rất nhiều người sẽ làm ra một số chuyện ngoài rìa pháp luật, người cao minh chân chính sẽ không để pháp luật tóm được bím tóc. Trương Dương nói, tôi biết loại người như vậy không phải là ít, nhưng có câu châm ngôn rất đúng, thường đứng bên bờ sông làm gì có chuyện không ướt dày. Đi ở bên mép, chỉ hơi không cẩn thận chút là sẽ rơi xuống, vạn nhất ngã xuống tan xương nát thịt thì hối hận cũng muộn rồi. Kỳ Sơn nói, quan trường thật ra hung hiểm hơn nhiều so với thương trường, cho nên tôi vẫn cho rằng lá gan của anh lớn hơn tôi. Trương Dương cười nói, hai ngày trước có người ở hải vực gần bạch đảo phục kích tôi, tôi trúng một phát súng. Kỳ Sơn quan tâm nói, anh có sao không? Trương Dương nói, nếu có sao thì tôi hiện tại sao có thể yên lành đứng đây nói chuyện với anh? Lúc ấy thuyền lão đại chờ tôi tới Bạch Đảo từng là nhân viên của viên hiệu nông. Kỳ Sơn lẳng lặng nhìn Trương Dương, cho nên anh hoài nghi chuyện này có liên quan tới viên hiệu nông. Hoài nghi là hắn bố trí phục kích anh. Trương Dương lắc đầu nói, chính là bởi vì chuyện này, tôi mới chính thức minh bạch có người muốn khơi màu mâu thuẫn giữa tôi và huynh đệ viên gia. Kỳ Sơn nói, tôi chỉ biết là anh và viên hiệu nông xảy ra chút xích mích, không biết chuyện người phục kích anh, viên hiếu thương không hề nhắc tới với tôi. Trương Dương nói, tôi dám nói người ở sau lưng chọc ngoáy có 89 phần 10 là kẻ địch của viên hiệu nông, có lẽ là đối thủ trong làm ăn của hắn. Kỳ Sơn nói, theo như lời anh nói thì rất có thể trương dương nói tôi thậm chí cho rằng bất kể là viên hiếu thương và viên hiệu nông có thể đều đã nghĩ ra người này là ai cho nên bọn họ mới có thể dễ dàng bỏ qua tất cả những chuyện mà tôi đã làm với họ chủ động cầu hòa với tôi kỳ sơn cười nói anh hy vọng thông qua tôi để thuật lại những lời này cho viên hiếu thương ư trương dương nói với anh mà nói thì không sợ anh báo tin cho hắn kỳ sơn nói tôi thủy chung cho rằng giữa quan và thương không nên có quan hệ đối địch Trương đại quan nhân cười nói, vậy thì nên là gì? Kỳ Sơn nói, Trung Quốc có câu châm ngôn rất kinh điển, đồng hành là oan gia, mới nghe thì chẳng có gì kinh diễm, nhưng ngấm kỹ lại thì anh sẽ cảm thấy câu này rất có đạo lý. Cựu nhân của quan viên vĩnh viễn là quan viên, đối thủ của thương nhân chính là thương nhân, tuy rằng bọn họ đều theo đuổi một lợi ích, nhưng thương nhân theo đuổi lợi ích kinh tế, quan viên theo đuổi lợi ích chính trị, mà một số quan viên không chỉ là theo đuổi lợi ích chính trị mà còn có thể cả lợi ích kinh tế, chính là sự theo đuổi đối với lợi ích kinh tế nên mới sinh ra quan thương cấu kết. Cấu kết với nhau làm việc xấu, tiến tới sinh ra hủ bại, nhưng dù là vậy, giữa quan và thương vẫn không phải là quan hệ đối lập. Trừ phi một quan viên thèm muốn phần lợi ích kinh tế đó trong tay thương nhân, giữa bọn họ mới có thể sinh ra mâu thuẫn không thể giải quyết. Trương đại quan nhân cẩn thận nhìn ngẫm những lời này của Kỳ Sơn, thực sự cảm thấy Kỳ Sơn đối với quan hệ giữa quan và thương lý giải đến một trình tự cực kỳ thấu triệt. Trương Dương nói anh giống như đang khuyên tôi từ bỏ cừu thị đối với huynh đệ viên gia. Kỳ Sơn mỉm cười nói, tôi chỉ là luận sự, ân oán giữa anh và bọn họ không liên can tới tôi, tôi là thương, anh là quan, lợi ích mà chúng ta theo đuổi bất đồng, chúng tôi và anh vĩnh viễn sẽ không có mâu thuẫn. Sau khi Trương Dương và Kỳ Sơn chia tay, hắn đang chuẩn bị gọi điện thoại cho Chu Sơn Hổ bảo gã tới đón mình, nhưng hắn còn chưa bấm xong số thì nghe thấy phía sau vang lên tiếng gầm rú, Trương Đại Quan Nhân quay đầu lại, liền thấy tang bối bối lái một chiếc mô tô đi tới trước mặt mình. Trương Dương không khỏi có chút tò mò có chút tò mò nhìn tang bối bối, tang bối bối cởi mũ, lắc đầu, con mắt sáng ngời cười khanh khách nhìn hắn, sao? Mới vài ngày không gặp đã quên tôi rồi à? Trương Đại Quan Nhân vẻ mặt cười xấu xa nói, không phải đã bơ ơ cho cô rồi ư? Cô còn đi theo tôi làm gì? Tang bối bối nói, ít nói nhảm thôi, lên xe. Trương Dương lên xe máy của cô ta, tất nhiên là ôm eo cô ta, tang bối bối đưa cho hắn một cái mũ bảo hiểm, trương đại quan nhân đội lên, tang bối bối đạp ga, xe máy đột nhiên vọt đi, trương đại quan nhân lắp bắp kinh hãi, thân thể theo quán tính ngửa ra sau, sau đó vội vàng ôm lấy tang bối bối, tay không cẩn thận đụng tới bộ ngực co giãn kinh người của tang bối bối. Tang bối bối mặt nóng lên, trong mắt cô ta, thằng cha này chính là cố ý chiếm tiện nghi của mình. Xe máy đi trong nhõ ngách, không bao lâu thì tới một con phố ở bên cạnh chợ hải sản đêm ngoại ô phía bắc, tang bối bối đỗ xe lại, cởi mũ rồi quay sang Trương Dương, trợn trừng mắt nói, anh ôm đủ chưa? Trương đại quan nhân lúc này mới có phản ứng, ngượng ngùng buông ra cái đó. Ngại quá, tôi tưởng vẫn chưa tới, hắn cũng cởi mũ ra đưa cho tang bối bối. Tang bối bối treo mũ lên xe, chỉ chỉ vào tấm biển hải yến cách đó không xa, tôi mời anh ăn hải sản. Trương đại quan nhân cười nói, sao hay vậy, thôi để tôi mời. Tang bối bối nói, hôm nay tôi gặp một tên coi tiền như rác, cho tôi một ngàn đồng tiền bơ hơ. Trương đại quan nhân lập tức không còn gì để nói, tên coi tiền như rác đó rõ ràng là mình mà. Có điều ra mặt của thằng cha này cũng không phải là giày bình thường, có gì đâu, cô phục vụ tốt thì cũng phải có hồi báo chứ. Tang bối bối không khỏi nhớ tới bộ dạng đáng khinh của thằng cha này khi dở trò với mình ở thiên nhai, không khỏi lại chừng mắt lườm hắn một cái, anh vừa rồi cũng hạ lưu lắm về sau đừng có nói với ai anh là cán bộ đảng viên hai người tìm một cái bàn hẻo lánh rồi ngồi xuống tang bối bối gọi vài món thức ăn trương đại quan nhân nhìn tang bối bối từ trên xuống dưới nhìn cái gì anh chưa từng gặp tôi bao giờ à trương dương nói quái nhỉ cô nói xem tôi sao mỗi lần gặp cô đều thấy cô như là một người khác vừa rồi ở thiên nhai cô thanh thuần như cô em hàng xóm sao giờ lại giống như thái muội xã hội đen vậy tang bối bối nói tôi á là giống tắc kè hoa trương dương nói quả thực có chút sắc tang bối bối hát cũng không sắc như anh tôi còn chưa tính sổ với anh vừa rồi anh làm cái trò gì thế anh sờ tôi làm gì trương đại quan nhân cười nói không phải là diễn trò ư đến loại địa phương đó tôi nếu không nước chảy bèo trôi thì người khác khẳng định sẽ thấy cô có vấn đề tôi sờ cô là để bảo hộ cô Tang Bối Bối nói, không ngờ anh đùa giỡn với tôi kiểu lưu manh như vậy, nhưng tôi vẫn phải nói cảm ơn. Không cần. Bí thư Trương, da mặt của anh đúng là vô địch. Chương 1626, giữa quan và thương hai. Cảm ơn đã khích lệ, tôi vẫn còn phải cố gắng nhiều. Đối mặt với loại người như Trương Dương, Tang Bối Bối thực sự là bất lực với hắn. Trương Dương nói, Bối Bối à, tôi cũng đang lấy làm lạ cô sao bỗng nhiên lại tới thiên nhai. Tang bối bối nói, rất đơn giản, nhìn thấy anh tới vương miện ăn cơm, vừa hay lam sắc mị lực thông báo tuyển dụng nữ nhân viên phục vụ, cho nên tôi ứng tuyển, đoán chắc anh tới thiên nhai ăn chơi, quá nhiên bắt được anh. Trương Dương cười nói, có phải là chuyện gì mất mặt đâu, cô bắt tôi làm gì. Hắn thấy lý do này của Tang bối bối vô cùng gượng ép, độ đáng tin rất nhỏ. Tang bối bối nói, tôi nếu không tới, chỉ sợ anh lúc này đã lăn lên giường với cô nữ ca sĩ đó rồi. Trương đại quan nhân bật cười ha ha, cô coi tôi là đói bụng thì ăn bậy à, nếu lên giường thì tôi cũng phải chọn người như cô chứ. Tang bối bối mặt không ngờ có chút đỏ lên, tôi nói này, anh có thể lịch sự chút không? Sao cái gì cũng nói ra, không cẩn thận tôi đánh anh đó. Trương đại quan nhân nào có sợ cô ta đánh, hắn cầm chén rượu lên uống một ngụm rồi nói, cô rốt cuộc là đi ngang qua hay là định ẩn núp trường kỳ tang bối bối nói có ý gì hả trương dương nói không có ý gì cả tôi chỉ là cảm thấy sự xuất hiện của cô khá là đột nhiên hai ta quen nhau cũng không phải là ngày một ngày hai chỉ cần cô xuất hiện kiểu gì cũng có phiền toái tới theo tang bối bối nói tôi nếu nói lần này tôi đặc biệt tới vì anh thì anh có tin không trương đại quan nhân lắc đầu nói đánh chết tôi cũng không tin tang bối bối cười nói vậy anh cũng đừng quản tôi chúng ta ai làm việc nấy có rảnh thì ngồi cùng nhau uống chén rượu anh nếu có hứng thì cứ tới thiên nhai chơi nhiều vào cho tôi thêm tiền bâu ơ coi như là nước phù sa không chảy ra ruộng người ngoài trương đại quan nhân nói cô chuẩn bị làm ghế luôn ở đó à tang bối bối chừng mắt lườm hắn một cái rồi nói nói cái kiểu gì thế anh mới đi làm ghế tôi là làm nhân viên phục vụ hôm nay không phải là anh kéo tôi làm ghế ư ư trương đại quan nhân cười nói ghế là tôi kéo nhưng là cô tự nguyện ra sân khấu anh cút đi, Tang Bối Bối thật sự có chút dở khóc dở cười. Trương đại quan nhân hắng giọng, nhìn nhìn chung quanh, nói khẽ, nhà đầu, hai ta nói chính sự đi. Tang Bối Bối nói, anh có chính sự ư? Trương Dương nói, thiên nhai này rất có vấn đề, lần này cô vừa hay thành nhân viên phục vụ nơi đó. Tang Bối Bối rất thông minh, lập tức hiểu được ý tứ của hắn, ngắt lời hắn, sao? Muốn tôi làm nằm vùng cho anh à? Trương Dương cười nói, thông minh lần đầu tiên nhìn thấy cô tôi đã biết cô là một cô gái băng tuyết thông minh cô làm việc tôi rất yên tâm tôi chưa đáp ứng giúp anh mà trương dương nói cô nếu không đáp ứng thì tôi sẽ nói ra bối cảnh của cô với ả trần thanh hồng đó mặc kệ là cô muốn kiếm tiền sinh sống hay là có mục đích gì khác tôi sẽ phá quấy cô tốt anh uy hiếp tôi ư anh biết tôi ghét nhất bị người khác uy hiếp trương dương nói không phải uy hiếp là hợp tác cô nghĩ lại đi cô làm nhân viên phục vụ ở thiên nhai có lợi đối với tôi, về sau xã giao ở phương diện này khẳng định không thể thiếu, tôi tới thiên nhai, về sau chính là khách quen của cô, tôi mỗi lần tới đều gọi cô, cho cô tiền bâu hơ. Tang bối bối trợn chừng hai mắt nói, tôi là nhân viên phục vụ. Anh gọi tôi làm gì? Trương Dương nói, thường đi ở bờ sông, làm sao có thể không ướt dày, điều kiện của cô tốt như vậy, chui vào đó làm nhân viên phục vụ thì ai tin? Trương Dương, Tôi hôm nay mới phát hiện thì ra anh xấu xa như vậy." Trương Dương nói, tình cảnh buổi tối hôm nay cô cũng thấy rồi, nhiều người như vậy chỉ mong hủ hóa tôi, tôi nếu thủy chung biểu hiện ra vẻ mãi mãi không dính dầu mỡ, khẳng định không thể đánh vào trong nội bộ của kẻ địch. Không ngờ anh coi tôi trở thành nước gờ đầu của anh." Trương Dương nói, hai ta không có ai lợi dụng ai, quan hệ hợp tác thôi, sự tồn tại của cô khiến cho tôi về sau tới Thiên Nhai thành hợp lý hợp tình người khác sẽ coi cô trở thành khuyết điểm của tôi sẽ xuống tay từ cô để tiến hành hủ hóa tôi như vậy tôi có thể phát hiện rất nhiều tin tức của bắc cảng tang bối bối nói vậy tôi hy sinh có phải quá lớn không trương dương nói hai ta không phải là diễn trò thôi ư có phải là làm chuyện gì thật đâu nhân phẩm của tôi cô còn không tin được ư anh có nhân phẩm à vừa mới có viên hiếu nông không ngờ tứ đệ viên hiếu thương đã muộn thế này còn tìm tới chỗ mình hắn mặc áo ngủ vào tới phòng khách ngáp một cái nói lão tứ đã muộn thế này rồi có chuyện gì không thể để ngày mai bàn ư viên hiếu thương nói tối nay em mời trương dương ăn cơm viên hiếu nông ặc một tiếng sau đó nhíu mày cậu mời hắn làm gì từ đầu tới đuôi đều là hắn tìm chúng ta gây phiền toái cậu còn mời hắn à cứ như là chúng ta đuối lý vậy huynh đệ chúng ta ở bắc cảng có từng sợ ai chưa hắn kiêu ngạo chỉ có thể trong nhất thời thôi Đợi cho sóng gió qua rồi, tôi sẽ tìm người xử hắn." Viên Hiếu Thương nói, "Gần đây anh lại nhận đơn đặt hàng." Chén trà trong tay Viên Hiếu nông khựng ở đó, hắn nói khẽ, "Dưới tay nuôi nhiều người như vậy, không thể để miệng ăn núi lở, không làm ăn thì cậu bảo tôi ăn không khí à?" Viên Hiếu Thương nói, "Lời nói của đại ca anh quên rồi ư?" Viên Hiếu nông nói, "Đúng, tôi biết cậu có khả năng, đại ca bảo tôi có việc thì thương lượng với cậu, tôi cũng không phải là muốn giết người phóng hỏa." tôi chỉ là làm chút sinh ý. Thế cũng không được à, đi theo con đường của chú chị dâu cậu, rất ổn thỏa. Viên Hiếu thương nói, chị dâu em trước giờ không tham dự vào chuyện làm ăn của anh. Viên Hiếu nông đặt thật mạnh chén trà lên bàn, chú của Lưu Điềm. Viên Hiếu thương nói, có nhớ những lời lúc trước huynh đệ chúng ta nói hay không? Vĩnh viễn đừng cho nữ nhân tham gia vào sinh ý của chúng ta. Lưu Điềm là hạng người gì? Có nhớ hay không chỉ là một ả gái của Lam sắc mị lực, anh chơi thì chơi việc gì phải nghiêm túc như vậy viên hiếu nông tức giận nói lão tứ cậu có ý gì cô ta hiện tại là nữ nhân của tôi cậu ít nhiều gì cũng phải tôn trọng một chút chứ viên hiếu thương nói nhị ca em hôm nay đến là để nhắc nhở anh mấy chuyện anh tìm nữ nhân nào thì em không quan tâm nhưng quyết không cho phép nữ nhân này tham gia vào sinh ý của chúng ta đây là sinh ý của bản thân tôi không liên can tới cậu cũng không liên quan tới ai cả Viên Hiếu Thương nói, còn có một việc nữa, anh đừng có dính vào Trương Dương, người đó anh không thể trêu vào. Viên Hiếu nông chỉ vào mũi hắn, nói cậu sao dám nói chuyện với tôi như vậy, tôi là nhị ca của cậu, trong mắt cậu còn có tôn trưởng không? Lúc này Lưu Điềm từ trên lầu đi xuống, cô ta làm bộ làm tịch nói, Hiếu nông, anh làm gì thế? Sao lại gân cổ lên nói chuyện với anh em của mình, có cần phải thế không? Viên Hiếu Thương chậm rãi đứng lên, ánh mắt nhìn thẳng vào Lưu Điềm. Lưu Điềm, cô giúp tôi nói với Lưu Phúc Giang, hàng của hắn nếu dám đi qua bất kỳ một con thuyền nào của Viên Gia, tôi cam đoan ở Bắc Cảng không có chỗ cho hắn dung thân. Mắt Lưu Điềm đỏ lên, nước mắt lập tức rơi xuống. Cô ta tràn ngập ủy khuất nói, Hiếu Nông, Viên Hiếu Nông giống như một cao sư tử nổi điên lao tới Viên Hiếu Thương, túm lấy cổ áo hắn. Chuyện của tôi không tới lượt cậu hỏi đến. Viên Hiếu Thương vỗ nhẹ lên mờ u bàn tay của Viên Hiếu Nông nói khẽ, huynh đệ chúng ta dãi nắng dầm mưa bao nhiêu năm nay mới làm được ra cơ ngơi hiện tại, anh chẳng lẽ đã quên rồi. Hiện tại anh vì một nữ nhân không ngờ đối với tôi như vậy, bỏ tay ra. Anh bỏ tay ra cho tôi. Viên hiếu thương bỗng nhiên giận dữ hết. Viên hiếu nông bị uy thế của hắn chấn nhiếp, chút khí thế vừa rồi lập tức biến mất. Viên hiếu thương thoát khỏi tay hắn, chỉ vào lưu điểm nói, cô nhớ kỹ cho tôi, ra ngoài bán thân cũng phải có nguyên tắc, làm tốt bổn phận của mình, một con gà vĩnh viễn đừng hồng bay lên trở thành phượng hoàng. An ngữ thần ngồi máy bay từ kinh thành tôi Bắc Cảng vừa ra sân bay liền nhìn thấy trương dương thằng cha này đeo kính dâm đội mũ lưỡi chai màu lam trên người mặc đồ thể thao mới nhìn thì căn bản chính là một thanh niên theo trào lưu không ngờ ngờ được vị này là bí thư huyện ủy Tân Hải bất kể trương dương ăn mặc như thế nào an ngữ thần đều sẽ ngay lập tức nhận ra hắn cô ta kéo vali chậm rãi đi về phía trương dương trong quá trình đi, mắt không ngờ có chút đỏ lên. Một đoạn thời gian không gặp, An Ngữ Thần so với trước đây thì đầy đặn hơn một chút, da thịt cũng nõn nà hơn, bớt đi vẻ ngây ngô của thiếu nữ khi xưa, cả người tản mát ra mị lực thành thục mê người. Trương đại quan nhân đón lấy hành lý trong tay cô ta, mỉm cười nói, anh chưa thông chi cho ai cả, một mình tới đây đón em. An Ngữ Thần nói, mộng viện biết hôm nay em sẽ tới, nhưng không biết thời gian cụ thể. Ngữ khí của hai người vô cùng bình thản, nhưng bọn họ đều cảm thấy hô hấp của hai bên sắp đốt cháy không khí tới nơi rồi. Trương Dương dẫn An Ngữ Thần tới bãi đỗ xe, tiến vào xe của hắn, Trương Đại Quan Nhân vừa mới ngồi vào thì An Ngữ Thần đã lao vào người hắn giống như một con mèo hoang, môi ấn lên môi Trương Dương, hai người lặng lẽ triền miên trong bóng đêm, An Ngữ Thần khóc ướt đẫm mặt Trương Dương, Trương Dương, em nhớ anh. Trương Dương ôm eo nhỏ của An Ngữ Thần, nhà đầu, con trai của chúng ta thế nào? chương 1627, giữa quan và thương ba. An ngữ thần cắn một cái lên môi hắn, đồ không có lương tâm, anh chỉ nhớ nó thôi, không nhớ em à. Trương đại quan nhân nói, không biết nhớ nhiều bao nhiêu, nhớ đến nỗi không thể nhớ hơn được nữa. Gạt người, em sao không thấy gì? Không tin em sờ thử đi. Cái này không tính, em muốn anh nhớ trong lòng. Mỗi một tế bào trên người đều nhớ. Anh làm gì vậy, đáng ghét sắp bị con trai anh ăn cho to ra rồi. Nửa tiếng đồng hồ sau, chiếc xe của trương đại quan nhân mới lái ra khỏi bãi đỗ xe dưới đất, an ngữ thần bỏ kính dâm xuống, sửa sang lại tóc của mình, nhìn thấy trên mặt mình vẫn đỏ bừng, không khỏi gắt giọng anh thật đáng ghét, vừa gặp mặt đã làm chuyện này. Trương đại quan nhân cười nói, anh là nghĩ cho em thôi, em đi lâu như vậy rồi, nhịn cũng lâu rồi, anh sợ em khát quá. Phi, em cả đời không làm chuyện này vẫn sống bình thường. Trương đại quan nhân mỉm cười nhìn An Ngữ Thần, nhà đầu, khôi phục không tồi, so với trước đây thì hấp dẫn hơn nhiều, cũng tình cảm hơn rồi. An Ngữ Thần cười nói, anh đừng bẻ mép, thực không chịu nổi anh, làm quan càng lớn thì con người càng trở nên giả dối. Trương Dương nói, anh chẳng nói dối gì em cả, sinh em bé xong mà còn thèm hơn trước đây. An Ngữ Thần dự đoán được hắn không nói gì hay ho, nhéo tay hắn một cái, mặt mày thẹn thùng nói, Trương Dương, anh có biết thế nào là xấu hổ không? Trương đại quan nhân cười ha ha, an ngữ thần buông tai hắn ra, nói, mặc kệ anh. Cô ta cảm thấy giữa chân ướt súng rất không thoải mái, vung tay lên đập vào vai Trương Dương, đáng ghét, đáng ghét. Trương Dương nói, tối nay tới Tân Hải ở đi, mộng viện chờ ở đó rồi, anh nói này cô bé, em hẹn cô ta tới đây là có tính toán gì? An ngữ thần buộc tóc lên, mở bình nước khoáng ra uống, vừa rồi tiêu hao không ít nhiệt lượng, cô ta nói khẽ, không có gì cả, em biết tâm tình của mộng viện không được tốt, cho nên muốn khai thông cho cô ấy, ngày mai em phải tới Xuân Dương, tảo mộ cho ông nội. Trương Dương nói, không ngờ em chẳng cho anh chút thời gian nào cả. An Ngữ Thần nói, anh nếu nguyện ý thì cùng em tới Xuân Dương đi, chúng ta có thể 24 phần 24 không xa rời nhau. Trương Dương nói, anh lát nữa sẽ an bài một chút, xem xem có thể đi không. Đang nói chuyện thì di động của hắn đổ chuông, lại là Phó Trường Trinh gọi tới, giọng nói của Phó Trường Trinh lộ ra vẻ hưng phấn, bí thư trương, văn kiện chính thức đã được gửi tới rồi, văn kiện chính thức cho Tân Hải của chúng ta bỏ huyện lập thành phố đã được gửi tới rồi. Đây vốn là chuyện trong dự kiến của Trương Đại Quan Nhân, hắn không hề biểu hiện ra vẻ hưng phấn quá nhiều, cười nói chuyện tốt. Trường Trinh, chúc mừng cậu, cậu sắp thành chủ nhiệm văn phòng thị ủy rồi. Trương Dương vừa gác điện thoại thì nó lại đổ chuông, lần này là thị trưởng Bắc Cảng Cung Hoàn Sơn, Tiểu Trương à, cậu nhanh chóng tới thị lý một chuyến đi, có chuyện quan trọng muốn bàn với cậu. Trương đại quan nhân thật sự là bất đắc dĩ, hắn dạ một tiếng. An ngữ thần không có hứng thú đối với chuyện chính trị của hắn, có điều vẫn thể hiện ra vẻ cảm thông, có chuyện thì anh đi làm đi, em liên hệ với mộng viện. Trương Dương nói, tôi phải đi gặp thị trường, chắc là về chuyện bỏ huyện lập thành phố của Tân Hải. An ngữ thần nói, em tìm mộng viện. Trương Dương nói, không cần đâu, anh để xe cho em, em đi tìm chỗ nào gần đây uống trà đi, anh đi một chút rồi sẽ trở lại. An ngữ thần liên lạc với Kiều Mộng Viện, Kiều Mộng Viện vừa hay đang ở trong thành phố Bắc Cảng, họ hẹn gặp mặt ở quán trà bờ biển, Trương Dương lo an ngữ thần không quen đường, đưa cô ta tới đó trước, hắn cũng không lái xe, để xe lại cho an ngữ thần. Bản thân thì lái xe tới chính phủ thành phố, Trương Đại Quan Nhân để xe lại cho an ngữ thần, một là để cô ta tiện đi lại, còn có một nguyên nhân là cái xe này của hắn bắt mắt quá, ra vào thị chính phủ thật sự là rất gây chú ý, khó khăn lắm gần đây thị phi quanh hắn mới đỡ đi một chút, Trương Đại quan nhân không muốn lại dính vào thị phi nữa. Tâm tình của thị trưởng Cung Hoàn Sơn cũng không tốt, tuy rằng y đã sớm tiếp nhận hiện thực Tân Hải bỏ huyện lập thành phố, nhưng khi thực sự nhận được văn kiện của Quốc vụ viện, tâm tình của Cung Hoàn Sơn vẫn bị ảnh hưởng, bất kể y thừa nhận hay không, sau khi Trương Dương đến nhân vật tiêu điểm của chính đàn Bắc Cảng trừ hạng thành ra thì là đến Trương Dương, quang mang của Trương Dương ở trên ý nghĩa nào đó đã khiến cho vị thị trưởng là y trở thành mờ nhạt. Cung Hoàn Sơn lần đầu tiên cảm thấy sự uy hiếp từ trên người hắn, cứ phát triển tiếp như vậy, không bao lâu nữa, Trương Dương sẽ tiến vào thường ủy Bắc Cảng, thậm chí sẽ tạo thành uy hiếp tới địa vị của y. Bởi vì coi trọng cho nên khẩn trương, Cung Hoàn Sơn quá coi trọng vị trí bí thư thị ủy, y đã lăn lộn nhiều năm như vậy rồi, An phận thủ thường đi theo phía sau hạng thành nhiều năm như vậy, mắt thấy cách vị trí bí thư thị ủy càng lúc càng gần, nhưng lại đột nhiên xuất hiện một nhân vật như vậy. Tuy rằng Cung Hoàn Sơn đã vô số lần nói với mình rằng, Trương Dương và mình không tồn tại bất kỳ cạnh tranh nào, tuy rằng Tân Hải đã từ huyện biến thành thành phố, nhưng vẫn là thành phố cấp huyện, Trương Dương cũng chỉ là một cán bộ cấp ban huyện, vẫn còn tồn tại tranh lệch không nhỏ với một chính thính như y, dựa theo lẽ thường mà nói, là phải đi từng bước một, Cung Hoàn Sơn trước đây không tin vào kỳ tích, bởi vì kỳ tích chính trị chưa bao giờ xuất hiện trên người y, nhưng đối mặt với Trương Dương, y có chút mất bình tĩnh. Chuyện không thể xảy ra trên người y đối với Trương Dương mà nói thì lại rất là bình thường, khu bảo lưu thuế nhập khẩu đặt ở Tân Hải, Tân Hải bỏ huyện lập thành phố, một loạt những những kỳ tích chính trị nhìn thì như không thể hoàn thành, tất cả lại được thực hiện dưới nỗ lực của Trương Dương, có lẽ người ta căn bản không mất nhiều khí lực. Cung Hoàn Sơn cuối cùng cũng minh bạch, kỳ thích chính trị đều là đặc biệt chuẩn bị cho loại người như Trương Dương. Vẻ mặt của Trương Dương vẫn không có gì dị thường, vẫn là bộ dạng tươi cười đó, nhưng lọt vào trong mắt cung hoàn sơn, thằng cha này hôm nay lộ ra vẻ cực kỳ vinh váo tự đắc. Thật ra Trương Đại Quan Nhân không thay đổi, là tâm tính của thị trưởng cung thay đổi. Người gặp chuyện vui thì tinh thần phấn khích, hôm nay là ngày lành sau nghỉ lâm môn, chẳng những văn kiện Tân Hải bỏ huyện lập thành phố được chính thức đưa xuống, hơn nữa an ngữ thần cũng từ thụy sĩ về bên cạnh hắn trương đại quan nhân không thể không cao hứng được hắn cười nói chào thị trưởng cung cung hoàn sơn nói ngồi đi trương dương ngồi xuống sofa ở bên cạnh cung hoàn sơn nói quốc vụ viện đã gửi xuống văn kiện phê chuẩn tân hải bỏ huyện lập thành phố cậu đã đọc văn kiện chính thức chưa trương dương lắc đầu nói hôm nay tôi bận làm việc ở bắc cảng chưa được xem cung hoàn sơn cầm văn kiện trên bàn lên trương dương đứng dậy nhận lấy hắn đọc qua một lượt vẻ vui mừng lộ rõ trên nét mặt thị trường cung nói cách khác từ hôm nay trở đi tân hải của chúng tôi đã được gọi là thành phố cung hoàn sơn ừ một tiếng thầm nghĩ trong lòng không phải chỉ là thành phố cấp huyện thôi ư có gì mà xoắn quẩy lên thế trương đại quan nhân nhìn thấy cung hoàn sơn không hề lộ ra vẻ cao hứng đoán được tân hải thành công bỏ huyện lập thành phố tám phần đã đả kích thằng cha này trong lòng mắng thầm anh tốt xấu gì cũng là một thị trường Tân Hải thành công bỏ viện lập thành phố đối với anh mà nói thì cũng là một chuyện tốt. Anh không ngờ con mẹ nó không hề tỏ vẻ cao hứng chút nào, loại lòng dạ này cũng xứng làm thị trường à. Trương đại quan nhân tuyệt đối là người thích sát muối vào vết thương của người khác, biết rõ cung hoàn sơn mất hứng, còn cố ý hỏi một câu, thị trưởng cung, vậy tôi về sau chính là bí thư thị ủy phải không? Cung hoàn sơn thiếu chút nữa bị thằng cha này chọc cho tức ói máu, con mẹ nó, thế này không phải là cố ý chọc tức tôi ư anh gọi tôi là thị trưởng, còn mình thì tự xưng là bí thư thị ủy, chẳng lẽ bí thư thị ủy thành phố cấp huyện Tân Hải như anh muốn quản thị trưởng thành phố Bắc Cảng tôi ư? Cung Hoàn Sơn nhìn Trương Dương, Tiểu Trương, Tân Hải vẫn là Tân Hải trước đây, vẫn là hạt thị của Bắc Cảng, không được chủ nghĩa tự do, trên chính trị phải giành được chút tiến bộ, có được chút thành tích, chúng tôi đều mừng cho anh, nhưng, anh còn trẻ, nhất định phải đừng kiêu căng đừng nóng vội, khiêm tốn mới có thể tiến bộ. Trương Dương nói, tôi trước giờ luôn khiêm tốn mà, Thị trưởng Cung, tôi biết ngài nhắc nhở tôi cũng là có hảo lý, lo tôi bởi vì có được một chút thành tích là liền lên mặt." Cung Hoàn Sơn nói, "Anh biết là tốt rồi." Trương Đại quan nhân nói tiếp, "Nhưng đây là một chuyện vui thật mà, chuyện mà lãnh đạo thượng nhiệm với Tân Hải cố gắng phấn đấu mãi vẫn không hoàn thành, đến tay tôi chỉ trong mấy tháng đã được làm xong, tôi có thể không cao hứng ư?" Thật ra trước đây trong lòng tôi vẫn một mực thấp thỏm, lãnh đạo tỉnh đặt tôi ở một vị trí trọng yếu như Tân Hải, tôi sợ cô phụ tín nhiệm của bọn họ. Tôi biết rất nhiều người không xem trọng tôi, khu bảo lưu thuế nhập khẩu đặt ở Tân Hải, đa số người đều cho rằng tôi chó ngáp phải ruồi. Hiện tại Tân Hải thành công bỏ huyện lập thành phố, là kết quả cố gắng của bản thân tôi, giờ tất cả những người từng nghi ngờ tôi phải câm miệng lại rồi, ha ha. chương 1628, đầu cơ kiếm lợi 1 Cung Hoàn Sơn nhìn thấy bộ dạng đắc ý vinh váo của thằng cha này, thầm cho hắn một câu đánh giá tiểu nhân đắc trí. Y cũng hiểu rõ, Trương Dương là cố ý, cố ý khoe khoang trước mặt mình. Cung Hoàn Sơn hận không thể một cước đá thằng cha này khỏi văn phòng mình, nhưng chỉ có thể nghĩ mà thôi. Cung Hoàn Sơn nói, lãnh đạo thành phố biết được tin tức này đều vô cùng cao hứng. Tân Hải bỏ huyện lập thành phố đối với Bắc Cảng mà nói cũng là một chuyện lớn vượt thời đại, có ý nghĩa lịch sử không tầm thường, cho nên thị lý chuẩn bị tổ chức một nghi thức chúc mừng quan trọng. Trương Dương nói, thị trưởng cung, nghi thức này tôi thấy hay là thôi đi. Hiện tại tài chính của Tân Hải không dư giả. Phải tổ chức nghi thức thì phải xài hết bao nhiêu tiền? Chúng tôi cũng không phải là sợ chi tiền, chỉ là thấy loại nghi thức này không đặc biệt cần thiết, làm hay không làm thì đều không có nhiều ảnh hưởng tới sự phát triển ngày sau của Tân Hải." Cung Hoàn Sơn nói, "Chuyện này trên cuộc họp thường ủy đã quyết định rồi, cuối tuần đi, tỉnh trưởng Chu lại đích thân tới Bắc Cảng, chúng ta mượn cơ hội này để làm một lần nghi thức chúc mừng náo nhiệt." Trương đại quan nhân nghĩ thầm hay quá nhỉ, đây căn bản là không thèm trưng cầu sự đồng ý của tôi. Các anh đã quyết định sẵn rồi, tỉnh trưởng Chu Hưng dân muốn tới Bắc Cảng thị sát, chuyện này tôi sao không nghe nói. Rất nhanh hắn liền minh bạch, Tân Hải tuy rằng thành công bỏ huyện lập thành phố, nhưng mình vẫn chỉ là một cán bộ cấp ban huyện, ở trong quan trường còn cách tỉnh trưởng rất xa, đương nhiên là không luận tới quan hệ tư nhân. Cung Hoàn Sơn nhìn thấy Trương Dương không có phản ứng gì, không nhịn được lại nói, anh nghe tôi nói gì không đấy? Trương Dương nói, nghe thấy rồi. Ngài đã quyết định thì tôi chỉ có thể chấp hành nhiệm vụ thôi." Cung Hoàn Sơn nói, "Không phải tôi quyết định, là quyết định sau khi thảo luận trên cuộc họp thường ủy của mọi người, Tân Hải bỏ huyện lập thành phố là chuyện quan trọng, không thể qua loa cho xong được, không cần xài nhiều tiền, chủ yếu là mượn cơ hội này để tuyên truyền một chút, đối với đề thăng hình tượng thành thị Tân Hải cũng có lợi ích rất lớn. Cậu nói xem đúng không?" Trương Dương nói, "Thị trưởng cung, nếu lãnh đạo đã quyết định thì cứ vậy mà làm." Cung Hoàn Sơn nói, đây là chuyện tốt, anh có vẻ miễn cưỡng vậy. Trương Dương nói, chúng ta lần này là cử hành trong phạm vi nhỏ hay là làm lớn một trận. Cung Hoàn Sơn nói, nếu đã làm thì phải giống chống khua chiêng, cố gắng tiêu ít tiền nhất, nhưng phải làm lớn nhất, mang đến tác dụng tuyên truyền, mượn cơ hội này đưa tòa thành thị mới trỗi dậy Tân Hải này đến tỉnh, không? Phải là đến trước mặt nhân dân toàn quốc. Trương Đại Quan Nhân luôn cảm thấy những lời này của Cung Hoàn Sơn có chút quá lố thằng cha này chắc không phải cố ý mượn chuyện này để phủng sát mình chứ. Trong những năm này lòng người càng lúc càng phức tạp, đâm một dao sau lưng, người phủng sát trắng trợn cũng không ít, trương đại quan nhân lăn lộn ở trong quan trường lâu như vậy rồi, tính cảnh giác cũng trở nên càng lúc càng cao. Thằng cha này đưa ra một vấn đề mấu chốt, thị trường cung, Tân Hải chúng tôi hiện tại rất thiếu tiền, ngân sách quốc gia chưa tới, ngân sách của tỉnh Lý cũng chưa tới, còn cả 200 triệu mà thị Lý đã đáp ứng. Cung Hoàn Sơn cười ha ha, nói Trương Dương à, anh cả ngày mở miệng ngậm miệng đều là tiền, không thấy tục à. Trương Đại Quan Nhân chán nản không thôi, ông đứng nói thì không đau lưng, tôi tục ư, trong những năm này làm chuyện gì mà không cần tiền. Không có tiền anh anh bảo tôi lấy răng ra trả người ta à. Hắn nghẹn lời không nói gì. Cung Hoàn Sơn nói, chuyện quốc gia đã nói có thể thay đổi ư. Chuyện thị lý đã đáp ứng cũng sẽ không đổi, đáp ứng cho anh ngân sách 200 triệu, thì nhất định sẽ thực hiện. Khu bảo lưu thuế nhập khẩu các anh bây giờ vẫn còn đang trong giai đoạn quy hoạch, nói không dễ nghe thì là chữ bát còn chưa phẩy, hiện tại đòi tiền cũng khó ăn khó nói, chỉ cần bắt đầu xây dựng, anh xin một cái là tôi sẽ tùy thời có thể chuyển khoản tiền này cho anh. Trương Dương nghĩ thầm anh nói nghe thì hay lắm đến lúc đó chưa biết chừng còn gây khó dễ tôi đến thế nào, hơn nữa, anh tuy rằng là thị trường, có thể dùng một khoản tiền lớn như vậy hay không thì vẫn phải có sự đồng ý của hạng thành hắn cười nói thị trường cung, từ sau khi chuyện của khu bảo lưu thuế nhập khẩu được xác định, tôi giống như là nhìn mơ giải khát, dù sao cho tới bây giờ, tôi vẫn chưa thấy một xu nào được gửi tới cả. Cung Hoàn Sơn cười nói, nóng vội thì không ăn được đậu hủ nóng, bất kỳ chuyện gì cũng phải đi từng bước một, anh đừng sốt ruột. Trương Dương nói, lần này Tân Hải làm hoạt động bỏ huyện lập thành phố, thị lý có phải nên có chút ý tứ không? Cung Hoàn Sơn nói, Trương Dương à, làm hoạt động có tốn bao nhiêu tiền đâu. Nếu loại chuyện này cũng phải để thị lý chi, các hạt huyền khác sẽ nghĩ như thế nào? Bọn họ sẽ thấy thị lý bất công, chuyện tốt gì cũng đều dành cho Tân Hải, Trương Dương à, anh cũng phải thông cảm cho sự khó xử của thị lý, thị lý đã chuẩn bị chi 200 triệu cho các anh, hoạt động phải chi ít tiền thì các anh tự mình giải quyết đi, cố mà nghĩ biện pháp, tóm lại lần này nhất định phải làm thật oanh oanh liệt liệt, phải mang tới hiệu quả tuyên truyền oanh động trương đại quan nhân trong lòng mắng thầm không ngờ là anh chơi tôi một xu cũng không cho còn bắt tôi làm hoạt động tân hải nào có nhiều tiền để chiêu đãi nhiều người như vậy ăn không phải trả tiền à cung hoàn sơn nói trương dương anh lần này là chủ nhân nhất định phải tỏ ra có phong độ phải để thành thị huynh đệ nhìn thấy biến hóa của tân hải phương diện chiêu đãi nhất định không thể hẹp hòi trương đại quan nhân nói gì cơ thị trưởng cung ngài lần này định bao nhiêu người Cung Hoàn Sơn nói, thành thị huynh đệ đều phải mời, nhân số cụ thể thì sẽ thương thảo thêm, cuối tuần này có thể xác định danh sách khách quý. Nghi thức lễ mừng của chúng ta quyết định tổ chức vào thứ 7 tuần sau, còn hơn 10 ngày nữa, hiện tại chuẩn bị thì thời gian khẳng định vẫn kịp. Trương Dương tràn ngập trào phúng nói, thị trường cung, thì ra ngài đã chuẩn bị tốt rồi. Cung Hoàn Sơn mỉm cười nói, khu bảo lưu thuế nhập khẩu đặt ở Tân Hải, hiện tại đơn xin bỏ huyện lập thành phố của Tân Hải chính thức được phê duyệt là chuyện tốt xong Hỉ Lâm môn, đối với toàn bộ Bắc Cảng chúng ta mà nói thì là chuyện tốt khắp trốn mừng vui. Trương đại quan nhân mắng thầm trong lòng, mày nói như đánh rắm. Nhưng hôm nay rõ ràng bị đám người này cung Hoàn Sơn không châu bắt chó đi cầy, thằng cha này từ trong văn phòng của cung Hoàn Sơn đi ra, bực mình muốn mắng cả mẹ y. Hắn vốn định tới chỗ Hạng Thành hỏi một chút, chuyện bắt Tân Hải làm làm lễ mừng bỏ huyện lập thành phố rốt cuộc là chủ ý của ai. Nhưng nghĩ một lát rồi lại thôi cây cao gió cả, mình gần đây quá nổi bật, người khác nhìn hắn đỏ mắt cũng là điều khó tránh khỏi, không tìm chút chuyện để giày vò hắn, trong lòng khẳng định bất bình hành. Hạng Thành cũng không phải là hạng tốt lành gì, nếu không có y gật đầu, Cung Hoàn Sơn khẳng định sẽ không đưa ra quyết định như vậy. Trương đại quan nhân nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn tới văn phòng của phó bí thư thị ủy Tưởng Hồng Cương. Tưởng Hồng Cương nhìn thấy Trương Dương tới, cũng mặt mày tươi cười, nói: "Bí thư Trương, chúc mừng, chúc mừng, mời ngồi." mời. Trương đại quan nhân cười khổ nói, bí thư tưởng, ngài thế này gọi là phủng sát, tôi cũng sắp xấu hổ đến chết rồi, có hang chuột nào không, để tôi chủ động chui vào. Tưởng Hồng Cương cười nói, Tân Hải thành công bỏ huyện lập thành phố, cậu hiện tại đã là bí thư thị ủy Tân Hải, tôi là phó bí thư thị ủy thành phố Bắc Cảng, so với cậu còn kém nửa cấp. Trương đại quan nhân nói, bí thư tưởng, hay là hai ta đổi đi, ngài thay tôi, để tôi tới làm phó bí thư của ngài. Tưởng Hồng Cương cười nói, đổi thì đổi, ai sợ ai. Ở trước mặt Trương Dương, hắn cũng không tự cao tự đại, nguyên nhân rất đơn giản, hắn này phó bí thư thị ủy thì thật đúng là không có bao nhiêu vốn để kiêu ngạo, đừng nhìn Trương Dương chỉ là cấp ban huyện, nhưng quyền lên tiếng mà hắn nắm trong phạm vi quyền hành so với mình thì mạnh hơn nhiều. Trương Dương kéo ghế dựa ngồi xuống đối diện Tưởng Hồng Cương, đem chuyện Cung Hoàn Sơn vừa rồi nói với hắn kể lại từ đầu chí cuối. Tưởng Hồng Cương nói, chuyện này đúng là quyết định được thường ủy thảo luận, Tân Hải bỏ huyện lập thành phố, khu bảo lưu thuế nhập khẩu đặt ở Tân Hải, đều là đại sự có ý nghĩa lịch sử, làm lễ mừng không tính là gì cả, rất bình thường mà. Trương đại quan nhân nói, mấu chốt là thị lý không bỏ tiền, tất cả kinh phí cho lễ mừng dựa vào Tân Hải chúng tôi, tôi cảm thấy làm loại lễ mừng này không có nhiều ý nghĩa lắm. Tưởng Hồng Cương nói, ai mà không cần mặt mũi các thành thị khác gặp loại đại sự này cũng sẽ mời chúng ta tới, lễ đi lễ lại thôi, hơn nữa, chẳng ai tới tay không đâu, người ta cũng sẽ phải biếu quà." Trương Dương nói, tôi không cần quá cáp gì cả, luôn cảm thấy làm thế chẳng có ý nghĩa gì cả." Tưởng Hồng Cương nói, cứ thuận theo tự nhiên đi, mọi người đều làm như vậy, anh nếu khác người thì không tốt, hơn nữa lần này tỉnh trưởng Chu tới thị sát, cậu vừa hay có thể mượn cơ hội này để lưu lại ấn tượng sâu sắc với y, nhân vật chính là cậu tất cả vinh dự là của cậu, cậu nếu không ở mượn chuyện này tạo chút ấn tượng thì rất là đáng tiếc. Trương Dương nói, bí thư tưởng, thật ra tôi hiện tại thực sự không có cảm giác gì cả, Tân Hải đơn giản là thay đổi cái tên, đổi thang mà không đổi thuốc, quyền lực của tôi vẫn chẳng khác gì trước đây. Tưởng Hồng Cương nghe ra ẩn ý của thằng cha này, mỉm cười nói, không giống đâu, hiện tại cậu đã là bí thư thị ủy. Trương Dương nói, vẫn là cấp ban huyện thôi, trên cấp bậc cũng không có biến hóa gì. Chương 1629, đầu cơ kiếm lợi 2. Tưởng Hồng Cương nghe hắn nhưng cường điệu chuyện này, trong lòng đã suy đoán ra 7-8 phần, mỉm cười nói, thật ra, với chính thức hiện tại của cậu, với địa vị chính trị của Tân Hải ở Bắc Cảng trước mắt, trong Thường ủy Bắc Cảng nên có một ghế cho cậu. Trương Đại Quan Nhân đang chờ những lời này của hắn, Trương Dương cố ý thở dài nói, bí thư tưởng, chỉ sợ người khác không nghĩ như vậy. Tưởng Hồng Cương ý vị thâm trường nói, người khác nghĩ như thế nào không quan trọng, mấu chốt là các lãnh đạo nghĩ như thế nào, nếu tỉnh trưởng Chu lần này tới cho rằng là cần thiết thì tôi thấy sẽ không có ai phản đối. Trương Dương nói, tôi cũng không ham thích gì đối với quan chức, chỉ cần có thể làm thêm được nhiều việc cho người dân thì thế nào cũng được. Bản sự hot như khiếu của thằng cha này hiện tại càng lúc càng lớn. Nếu thế thật thì mới là à, tưởng Hồng Cương trong lòng nói, hắn đương nhiên hiểu rõ Trương Dương muốn lợi dụng mình, Trương Dương vừa rồi nói những lời như vậy là đã lộ rõ giá tâm của hắn đối với vị trí thường ủy Bắc Cảng, tưởng Hồng Cương trong lòng minh bạch, mình ở phương diện này sẽ không mang tới tác dụng mấu chốt, hiện tại người chân chính có quyền lên tiếng ở Bắc Cảng là hạng thành, Trương Dương cần sự hỗ trợ của y. Thân là một trong những thường ủy Bắc Cảng, tưởng Hồng Cương rất rõ ràng sự bài xích của ban lãnh đạo Bắc Cảng đối với tên ngoại tộc Trương Dương này, mình nếu đề nghị bổ sung Trương Dương vào ban thường ủy Bắc Cảng, thế tất sẽ gặp phải lực cản đến từ các mặt trong chính trị không ai lại bỏ sức không công cả, tưởng Hồng Cương là người rất khôn khéo, y ra sức tất nhiên cần hồi báo. Nhưng trên đời này cũng không có chuyện gì chắc mười phần, bất kỳ chuyện gì cũng có phiêu lưu, nếu cân nhắc không chu toàn thì thậm chí sẽ lâm vào kết cục mất cả vốn không còn đường về. Tưởng Hồng Cương mỉm cười nhìn Trương Dương ở trước mặt, trong lòng lặng lẽ đánh giá giá trị của hắn. Thật ra từ khi Trương Dương tới Tân Hải, tưởng Hồng Cương đã cho rằng thằng ôn này tuyệt đối là hàng hiếm, trong mắt chính khách, tất nhiên có thể sẽ có giúp đỡ đối với sĩ đồ của mình, Tưởng Hồng Cương tuy rằng không dám tự so sánh với Lã Bất Phi thời chiến quốc, nhưng hắn tin tầm mắt của mình không sai. Tưởng Hồng Cương là người cực kỳ lý trí, hắn biết Trương Dương trước mắt cũng không là Trang Tương Vương Ngô Nghê, thằng ôn này đã bộc lộ tài năng rất rõ ràng, giống với Tần Thủy Hoàng khí phách bắn ra bốn phía hơn một chút, nhưng cũng chỉ một chút mà thôi. Tưởng Hồng Cương nghĩ tới hai nhân vật lịch sử này, bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện cuối cùng lão bất vi vẫn bị tần thủy hoàng xử lý, xui xẻo, đúng là xui xẻo, tự dưng mình nghĩ linh tinh gì vậy. Tưởng Hồng Cương cầm hộp thuốc lá trên bàn, rút ra một điếu rồi châm, hắn nghiện thuốc lá cũng không nặng, thường thường chỉ hút vào lúc cần suy nghĩ, khi chỉnh lý mạch suy nghĩ quan trọng mới thấy thèm thuốc. Tưởng Hồng Cương hút điếu thuốc ran nói, Trương Dương, trong chuyện của Trình Diễm Đông, cách làm của cậu là không sáng suốt, khiến cho mấy vị lãnh đạo mất hết mặt mũi. Tưởng Hồng Cương là nói thật, nhưng hắn nhắc tới chuyện này cũng là có mục đích trương dương nói chuyện của triệu kim khoa không thể cứ dây dưa mãi được dù sao cũng phải có người gánh vác trách nhiệm tôi biết rất nhiều người muốn đẩy tôi ra gánh vác trách nhiệm này tưởng hồng cương cười nói nghĩ gì thế tôi nghĩ cậu nhiều lúc bị vọng tưởng rồi trương dương nói triệu kim khoa lúc trước là chu tường cực lực giới thiệu là người đề cử chu tường dùng người không suy xét nhận người không chuẩn nên phải gánh vác trách nhiệm này tưởng hồng cương gầy thuốc vào gà tàn, nói kiếm ăn trong quan trường thật sự là không dễ dàng gì, chỉ hơi không cẩn thận một chút là sẽ với gánh trách nhiệm liên đới. Trương Dương nghe ra ẩn ý của tưởng hồng cương, hắn cười nói, bí thư tưởng, ngài cũng phải cân nhắc rõ, nếu đề cử tôi với tổ chức, về sau vạn nhất tôi phạm vào sai lầm gì, trách nhiệm cũng sẽ truy cứu đến trên đầu anh. Tưởng hồng cương cười ha ha, nói, dọa tôi à, cậu nói như vậy, tôi cũng thấy mình phải cân nhắc kỹ một chút. An ngữ thần nhìn nhìn đồng hồ báo thức, Trương Dương đã đi nửa tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa thấy về. Hoàng hôn đã, xuyên thấu qua cửa sổ sát đất của quán trà, có thể nhìn thấy ánh dương đang chậm rãi khuất xuống mặt biển, trên mặt biển kim quang lóng lánh, trời cũng biến thành màu quyết. Kiều mộng viện đặt chén trà xuống, mỉm cười nói, chúng ta ra bãi biển đi dạo một chút đi. An ngữ thần gật đầu, cùng kiều mộng viện rời khỏi quán trà đi về phía bãi biển. Kiều Mộng Viện nói, tôi phát hiện Trương Dương từ sau khi tới Bắc Cảng, hình như trở nên chuyên nghiệp hơn trước đây rất nhiều. An Ngữ Thần cười nói, vị sư phụ này của tôi là nhân vật Mạc long bào cũng không giống thái tử, tuy rằng hắn ra sức nắm lấy quan vị. Nhưng trên bản chất thì lại giống một con khỉ bướng bỉnh. Kiều Mộng Viện bị cách so sánh của cô ta khiến cho bật cười, cô ta chỉnh lại áo choàng bị gió biển thổi loạn, nói khẽ chẳng lẽ cô vẫn muốn ở châu Âu. An ngữ thần nói, trong nhà xảy ra quá nhiều chuyện, tôi cảm thấy chán ghét, sau khi rời khỏi mới phát hiện thì ra tôi có thể được sống tự do hơn. Nguyên nhân chân chính An ngữ thần tới Thụy Sĩ là vì bí mật giữa cô ta và Trương Dương, mặc dù Kiều Mộng Viện là bạn tốt tri tâm, nhưng cô ta cũng sẽ không dễ dàng thổ lộ. Kiều Mộng Viện nói, thật sự là hâm mộ cô cả thể buông bỏ tất cả. Tôi cũng đã thử thay đổi hoàn cảnh, nhưng đi đến đâu trong lòng Thủy Trung vẫn không buông bỏ được tất cả những gì ở đây. An ngữ thần cười nói, không bỏ được sinh ý hay là không bỏ được tình cảm. Kiều mộng viện cười nói, sinh ý đã kết thúc rồi, tình cảm thì còn kết thúc sớm hơn. An ngữ thần ý vị thâm trường nói, có một số tình cảm vĩnh viễn sẽ không kết thúc, mộng viện, cô có phải còn có vướng bận gì không? Kiều mộng viện lắc đầu một cách kiên quyết, không, An ngữ thần muốn nói gì nhưng lời nói đến môi thì lại thôi. Di động của kiều mộng viện vang lên, cô ta nhìn nhìn số, là Trương Dương gọi cô ta không hề lập tức bắt mà mà ngẩng đầu nhìn ra xa xa quả nhiên nhìn thấy trương dương đang từ trong quán trà mà họ vừa ngồi đi ra an ngữ thần vẫy tay với trương dương hắn không nhìn thấy an ngữ thần cho hai ngón tay lên môi lớn tiếng gọi sư phụ bên này trương dương thuận theo giọng nói nhìn lại trên mặt hắn lộ ra nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời tới trước mặt hai nàng kiều mộng viện trách cứ bí thư trương công tác có quan trọng đến mấy cũng không thể quên bạn được tiểu yêu từ châu Âu xa xôi quay về, anh bỏ cô ta lại ở đây rồi biến đi mất không thèm hỏi han gì à. Trương Dương cười nói, không phải còn có cô sao, vốn tôi cũng định tới, nhưng sau nghĩ lại, con gái các cô gặp mặt, khẳng định có rất nhiều lời muốn nói riêng với nhau, tôi nếu ở đây thì không tiện. An ngữ thần cười nói, già mồm át lẽ phải, anh nói buổi tối mời tôi ăn cơm, tôi đói bụng rồi, sư phụ chắc không tiếc bữa cơm này chứ. Trương Dương nói, tôi tuy rằng là sư phụ cô, nhưng nhiều năm như vậy rồi tôi ngay cả nửa xu tiền học phí cũng không được nhận mà tôi bảo này cô tốt xấu gì cũng là phú bà ức vạn đối đãi với sư phụ của mình có thể hào phóng một chút hay không kiều mộng viện nói trương dương anh đừng ép tôi khinh bỉ anh dù thế nào thì hôm nay cũng không định mời khách phải không trương dương cười nói mời tôi nhất định sẽ mời thế này đi chúng ta về tân hải tới làng trài hải đảo ăn cơm An ngữ thần còn chưa nói gì thì Kiều Mộng Viện đã phản đối, tiểu yêu, cô đừng có nghe hắn, chỉ cần đến địa phương Tân Hải đó, bí thư trương một lòng nhào vào công tác, trên một mẫu ba phân đất Tân Hải, ai mà không biết bí thư trương của chúng ta. Kiều Mộng Viện khi tới Tân Hải xem như đã nhìn thấy rồi, Trương Dương ở Tân Hải đi đến đâu cũng đều là tiêu điểm được mọi người chú ý, chỉ cần là trong trường hợp công chúng, ngay cả cơ hội nói chuyện với hắn cũng không có. Trương Dương nói, từ xa về, nói sao cũng phải tới chỗ tôi công tác để xem chứ. Tôi nói với các cô một tin tức tốt, đơn xin bỏ huyện lập thành phố của Tân Hải đã chính thức được phê duyệt, hiện tại. An ngữ thần ngắt lời hắn, hiện tại anh đã bí thư thị ủy, nhưng tôi vẫn không hiểu, anh có khác gì so với trước đây đâu. Anh vẫn là anh thôi mà, anh là bí thư huyện ủy cũng được, bí thư thị ủy cũng được, trong mắt chúng tôi thì không có gì khác cả, anh vẫn là Trương Dương, thậm chí có thể nói, tôi cảm thấy anh bây giờ còn không đáng yêu bằng khi còn là chủ nhiệm ban sinh đẻ kế hoạch xã Hắc Giả Sơn. Trương đại quan nhân nhíu mày, nhà đầu, tình cảm của cô đối với tôi phải từ đáng yêu phát triển thành đáng kính, thế mới đúng, tôi là sư phụ cô. An ngữ thần nói, anh chẳng đáng kinh được đâu, anh là dối trá. Chị Mộng Viện, em nói có đúng hay không? Kiều Mộng Viện cười nói, đây là địa bàn của người ta, tôi cũng không dám nói lung tung, vạn nhất đắc tội với đại lãnh đạo, người ta sẽ làm khó dễ tôi đó. An ngữ thần nói, phú quý bất năng dâm, uy vũ bất năng khuất khuất, hắn có gì mà sợ. Chức quan không lớn, nhưng sự dối trá trong quan trường thì lại học được hết rồi. Trương đại quan nhân dở khóc dở cười, dối trá ư. Tôi nếu dối trá thì trên quan trường chẳng có nổi một người nào tốt. Kiều mộng viện vừa nghe vậy liền không vui, nói năng kiểu gì thế. Trương đại quan nhân lúc này mới ý thức được mình đã kích rộng quá, cái đó, tôi không nói gì cả, tôi ngọng nghịu mở miệng ra là đắc tội với người. Tôi coi như là hiểu rỗ, trên đời này chỉ có tiểu nhân mới nuôi được nữ tử. Còn nói nữa à, trương đại quan nhân giơ tay xin hàng, không nói, tôi không nói gì cả. Này, thế tối nay các cô muốn làm gì thì cứ làm, tôi đều nghe theo các cô, muốn giết muốn đánh, cứ tùy tiện. Trường 1630, đầu cơ kiếm lợi ba. Kiều Mộng Viện sở dĩ phản đối đi Tân Hải, là vì Tân Hải hiện tại điều kiện các mặt thật sự quá kém, hơn nữa xanh hóa nội thành đang tiến hành, toàn bộ Tân Hải giống như là một công trường, quả thực không có giá trị du lịch, còn có một nguyên nhân chính là Trương Dương ở Tân Hải, bất kể đi đến đâu cũng sẽ trở thành tiêu điểm được mọi người chú ý, mọi người muốn yên tĩnh trò chuyện cũng khó. An Ngữ Thần nói, tôi đói bụng lắm rồi, chúng ta tối nay đi đâu ăn cơm. Kiều Mộng Viện nhìn đồng hồ nói, tôi nghĩ du thuyền của Mạch Kỳ Nhi vẫn còn chờ ở bến tàu, lại đi lên du thuyền của tiêu quốc thành trương đại quan nhân có rất nhiều cảm xúc nhớ tới cảnh ngày đó tới bạch đảo bị người ta phục kích trong lòng vẫn sợ hãi nếu không phải hắn phản ứng nhanh lại có một thân võ công xuất chúng thì suýt nữa đã bị toi mạng một cách oan ức trong biển lớn rồi chuyện đã qua vài ngày những cú điện thoại thần bí đó cũng không gọi tới nữa trương dương cũng bước đầu bài trừ khả năng viên hiệu nông xuống tay với mình phương pháp thực tế nhất trước mặt chính là tạm thời gác lại chuyện này kiều mộng viện và an nữ thần ngắm tịch dương trong chốc lát rồi đi về phía trương dương sao nhớ tới chuyện đêm đó à trương dương nhìn an nữ thần đang đắm chìm trong cảnh mặt trời lặn nói chuyện này phải giữ bí mật tôi không muốn mọi người lo lắng cho tôi kiều mộng viện cười hiểu ý trương dương nói cô yên tâm chiếc mercedes đó tôi sớm muộn gì cũng sẽ giúp cô tìm về kiều mộng viện nói sớm biết rằng chiếc xe đó có thể gây ra nhiều phiền toái như vậy tôi thả để nó vĩnh viễn biến mất. Cô ta lập tức lại cười nói, cho dù thực sự không tìm thấy, công ty bảo hiểm cũng có thể bồi thường 80%, tổn thất cũng không quá nặng. Trương đại quan nhân cũng không phải để ý Kiều Mộng Viện tổn thất bao nhiêu tiền, hắn là để ý tới mặt mũi, Kiều Mộng Viện đến Bắc Cảng là vì hắn, nhưng vừa tới đã xảy ra loại chuyện này, điều này khiến cho Trương Dương rất mất mặt. Ăn ngữ thần tới bên cạnh bọn họ nói, tán gẫu gì mà thần bí thế, Kiều Mộng Viện nói, không có gì, tôi hỏi Trương Dương ngày mai có tới Xuân Dương không? An Ngữ Thần nói, anh có đi hay không? Sư phụ, tôi khó khăn lắm mới về nước được một chuyến, anh có phải nên cùng tôi về thăm quê không? Trương Dương nói, sáng mai chỉ sợ không đi được, vừa rồi huyện Lý, không, là thị Lý gọi điện báo cuộc họp thường ủy buổi sáng ngày mai tôi phải chủ trì, dù sao cũng là cuộc họp thường ủy đầu tiên từ sau khi bỏ huyện lập thành phố, tôi vắng họp thì không tốt, còn có rất nhiều việc khác nữa, phiền, đúng là phiền quá. Bên trong mắt An Nữ thần lộ ra một chút mất mát, Trương Đại Quan Nhân nhìn thấy cô ta như vậy thì trong lòng cũng có chút áy náy, hai người chia tay lâu như vậy, sau khi gặp mặt thì mình lại bận rộn công vụ. Không thể cùng cô ta trở về Xuân Dương, nhưng ai mà ngờ được đúng lúc này, văn kiện chính thức cho Tân Hải bỏ huyện lập thành phố lại được đưa xuống, hắn cười nói, tôi sẽ tranh thủ tới vào buổi tối ngày mai, ngày mai sẽ an bài thỏa đáng tất cả chuyện trong ngày. Tiêu Mộng Viện ý vị thâm trường nói, trong quan trường rất nhiều người đều là lục thân không nhật, Trương Dương, tôi không hy vọng nhìn thấy anh cũng biến thành như vậy. Tiêu Mân Hồng đã chuẩn bị tốt tiệc tối ở Long Ngâm Các, đám người Trương Dương khi đến nơi thì đã là 7 giờ tối, khi Trương Dương tiến vào đại sảnh của Long Ngâm Các thì không ngờ lại gặp thị trưởng Cung Hoàn Sơn và bí thư ủy ban kỷ luật Trần Cương. Cung Hoàn Sơn và Trần Cương cũng tới đây ăn cơm, nhìn thấy Trương Dương thì không khỏi hơi ngẩn ra, Cung Hoàn Sơn buổi chiều mới gặp mặt với Trương Dương, không ngờ buổi tối lại gặp ở Bạch đảo. Thân là hạ cấp, Trương Dương nên chào hỏi lãnh đạo trước, hắn cười cười nói: "Thị trưởng Cung, bí thư Trần, các anh cũng đến ăn cơm à?" Cung Hoàn Sơn cười cười gật đầu: "Chúng tôi mở tiệc chiêu đãi nhà đầu tư ở đây, trao đổi hạng mục đầu tư, lại ăn cùng đi." Trương Dương cười nói: "Dạ thôi, tôi đi cùng mấy người bạn." "Thị trưởng Cung, bí thư Trần, các anh cứ ăn đi." Cung Hoàn Sơn và Trần Cương đều nhận ra Kiều Mộng Việt, có điều an ngữ thần thì bọn họ đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Trần Cương nhìn thấy hai vị tuyệt thế mỹ nữ bên cạnh Trương Dương thì mắt không khỏi sáng ngời, trong lòng thầm cảm thán, ông trời thật sự là bất công, sao con gái xinh đẹp tất cả đều gặp thằng ôn đó vậy. Bọn Trương Dương đi rồi, Trần Cương nói khẽ với Cung Hoàn Sơn, cái cô mặc đồ đen là cháu gái của Kiều Lão à. Cung Hoàn Sơn gật đầu, quay lại liếc một cái, Thở dài nói những con cháu của cán bộ cao cấp xem ra cũng thích kéo bè kết phái. Trần Cương nói mỹ nữ bên cạnh trương dương thật đúng là không ít cô gái kia là ai trông rất xinh. Cung Hoàn Sơn thầm buồn cười trong lòng. Trần Cương này thủy chung vẫn mắc phải bệnh này đi tới đâu cũng chú ý tới con gái trước tiên. Y nhìn đồng hồ nói kỳ quái nhỉ hôm nay sao triệu tổng vẫn chưa tới. Trần Cương nói nghe nói người này rất khệnh khạng cung hoàn sơn nói tập đoàn thái hồng là long đầu ngành sắt thép trong nước người ta còn là cán bộ cấp phó tỉnh khệnh khạng cũng là đúng thôi khi hai người đang nói chuyện thì tiêu mân hồng đi tới cười nói thị trưởng cung bí thư trần vì sao vẫn chưa vào ngồi cung hoàn sơn nói đợi xem triệu tổng có tới không tiêu mân hồng nói triệu tổng mấy ngày nay đều ở quan để số một vừa rồi đã đi rồi cung hoàn sơn và trần cương liếc mắt nhìn nhau từ trong những lời này của Tiêu Mân Hồng có thể biết được, quan hệ Trần Cương Triệu Vĩnh Phúc và tập đoàn Hoa Quang không tồi. Cung Hoàn Sơn nói: "Đi, chúng ta ra ngoài đón Triệu tổng." Bọn Trương Dương tới long ngâm các chỉ là để ăn cơm, Kiều Mộng Viện và An Ngữ Thần tuy rằng cũng có thể uống mấy chén, nhưng tử lượng của hai người cộng lại cũng không phải là đối thủ của Trương Dương. Bọn họ vốn cũng không định ăn quá lâu, Tiêu Mân Hồng đã chuẩn bị một tòa biệt thự nhà gỗ cho bọn họ khi chuẩn bị đi thì tiêu mân hồng mới rảnh tới chỗ họ rượu nhìn thấy bọn họ đã đứng dậy chuẩn bị rời đi tiêu mân hồng đầy áy náy nói thật sự là ngại quá chỉ lo tiếp đón khách nhân bên kia không có thời gian tới đây không ngờ các anh ăn nhanh như vậy kiều mộng viện giới thiệu cho an ngữ thần với cô ta an ngữ thần và tiêu mân hồng bắt tay rồi tỏ ý cảm tạ cô ta trương dương cười nói đều là người một nhà không cần khách khí đâu tiểu yêu hôm nay vừa tới bắc cảng chắc mệt rồi Ăn xong sớm một chút cũng để tiện đi nghỉ ngơi." Tiêu Mân Hồng nói, "Bí thư Trương, họ có thể đi nhưng anh thì không thể đi được. Tôi tới đây một là để kính rượu, hai là mời di giá của anh, thị trưởng cung đã chỉ đích danh anh rồi." Trương Dương nghe cô ta nói vậy, đoán rằng Cung Hoàn Sơn bảo mình tới kính rượu. Hắn cười nói, "Tôi không đi đâu, thị trưởng cung bọn họ bàn đại sự, tôi tới không tiện." Cô nói hộ tôi với thị trưởng cung một tiếng. Tiêu Mân Hồng nói, anh biết thị trưởng cung hôm nay mời ai không? Trương Dương lắc đầu, có liên quan tới tôi ư? Tiêu Mân Hồng nói, Chủ tịch Triệu Vĩnh Phúc của tập đoàn Thái Hồng. Trương Đại Quan Nhân nghe thấy tên của Triệu Vĩnh Phúc thì bất giác có chút đau đầu, thật sự là oan ra ngõ hẹp. Triệu Vĩnh Phúc trong một đoạn thời gian rất dài đều cho rằng là mình hại chết Triệu Quốc Lương con hắn, tuy rằng về sau hắn và con lớn nhất Triệu Quốc Cường của Triệu Vĩnh Phúc cũng có được chút lượng dài, nhưng điều này vẫn không đủ để thay đổi cái nhìn của triệu vĩnh phúc đối với hắn theo ý tứ của trương đại quan nhân hắn không muốn đi gặp triệu vĩnh phúc nhưng hiện tại cung hoàn sơn đã điểm danh mình không đi cũng khó ăn khó nói ít nhất ở trước mặt người ở bên ngoài cũng cần phải nể mặt vị thị trưởng này một chút trương dương cười nói với kiều mộng viện và an ngữ thần người trong quan trường thân bất do kỳ các cô về trước đi tôi phải đi kính thị trường an ngữ thần và kiều mộng viện cũng tỏ vẻ thông cảm với hắn cười cười rồi đi trước. Trương Dương cùng Tiêu Mân Hồng tới sảnh quan triều, trên đường Trương Dương nói cô rất quen với bọn thị trưởng cung hà. Tiêu Mân Hồng nói, rất quen thuộc, Triệu Tổng cũng là bạn tốt của chú tôi. Trương Đại Quan Nhân nói, thế giới này thật sự là quá nhỏ. Trương Dương đi vào sảnh quan triều thì phát hiện phía tập đoàn Thái Hồng không chỉ có một mình Triệu Vĩnh Phúc tới, còn có cơn nhược nhạn, giám đốc điều hành của Thái Hồng và giám đốc Cao Dũng. Thị trường Bắc Cảng Cung Hoàn Sơn, bí thư ủy ban kỷ luật Trần Cương ở bên cạnh bồi tiếp, từ vẻ mặt của bọn ho cho thấy, bàn bạc bà có vẻ rất thành công, nhìn thấy Trương Dương tiến vào, cung hoàn sơn cười nói tiểu Trương, mau tới đây, triệu tổng chắc cậu biết nhỉ. Trương Dương cười nói, biết, cũng không biết triệu tổng còn nhớ tôi hay không. Triệu Vĩnh Phúc mỉm cười nhìn Trương Dương, trong lòng thì tràn ngập phản cảm đối với thằng ôn này, biết, cậu còn là cháu của tôi. Nhìn thấy Trương Dương hiện tại thành công như vậy, Triệu Vĩnh Phúc không khỏi nhớ tới đứa con trai đã mất sớm của mình, trong lòng cảm khái ngàn vạn, đây là khúc mắc Vĩnh Viễn không thể cởi bỏ trong lòng y. Tuy rằng y đã nhận thức được con trai không phải là Trương Dương trực tiếp hại chết, nhưng y vẫn cho rằng Trương Dương phải gánh vác trách nhiệm nhất định. Trương Dương ngồi xuống cạnh Cao Dũng, Cao Dũng từng ăn quả đắng của Trương Dương, đối với thằng cha này vẫn có chút kiêng kỵ. Trương Dương cười cười với hắn, hắn cũng cười đáp lại. Bí thư ủy ban kỷ luật Bắc Cảng Trần Cương nói, Tiểu Trương, sao lâu như vậy mới tới đây? Trương đại quan nhân mắng thầm trong lòng, đồ già dê này không có lúc nào là không muốn tìm tật xấu của mình. Trương Dương cười nói, đã sớm muốn tới kính rượu, nhưng lại sợ quấy dày các anh, vả lại, tôi cũng không biết là triệu tổng tới. Tiêu Mân Hồng bảo người mang đồ ăn tới, tự tay rót rượu cho Trương Dương. Audio điện tử võ tấn bền